em không có chị ơi. Chị nào thấy em tương tác vài lên cho em rồi nhé các chị ơi. Mỗi chị cho em xin một chia sẻ nhá. Chấm bài, tương tác bài lên để các chị đang xem đúng chị ơi. Rồi chị nào thấy em chấm bài tương tác lên cho em với nó các chị ơi. Mỗi chị cho em xin một chấm nhá. Chấm bài, chia sẻ bài lên cho em với nó. Tương tác bài lên đến với các chị đang xem đó chị ơi. Chấm bài, tương tác bài lên cho em khỏi ẩn bình luận đó chị nào. Ồ, nó ẩn thật ông ơi. Rồi em chào chị Mai Nguyễn này. Em chào chị Thanh Thị Đặng. Rồi chị nào thấy em tương tác bài cho em với nhé các chị không? Bữa nay nó bình luận hơi ẩn một xíu. Rồi các chị đợi em một xíu nhé, chị nào thấy em tương tác bài lên cho em với nhé các chị ơi. Để xem bị ẩn không. Vừa lên mà đã ẩn rồi, em chào chị Phạm Thị. Vừa lên like mà đã ẩn rồi, chẳng quá đi thôi. Rồi chị nào thấy em tương tác bài lên cho em với nhé các chị ơi. Muốn chị cho em xin một góc chia sẻ nhá. Chấm bài, tương tác bài lên cho em với. Mỗi chị cho em xin một nút chia sẻ đi. Rồi lên chị con đầu like này. Lên chị con đầu like, con này size to cho em nhá. Con này chị là L80 đến 82 chị này. L82 quay đầu cho em một con hình con cong chị ơi, cưng chưa? Lên chị mã đỏ đi, lấy đỏ chất đỏ nhá. Mã đỏ cho em 20.000 mã đỏ này. Đỏ 20 chị là L80 đến 82 size XL nhá. Con này chị là size XL mang vừa, L80 đến 82 quay đầu. Lấy mã đỏ cho em đi, đỏ 20. Đỏ cho em 20.000, chị nào thấy em tương tác bài lên cho em với đi chị ơi. Để em biết các chị đang xem nhá. Rồi chị nào lấy con mã đỏ đi, lấy đỏ chấp đỏ cho em, đỏ 20, L80 đến 82, XL mang vừa. Rồi đỏ chị Phượng Hà này, em chào chị Tuyết Vân. Nó ẩn các chị ơi, lại không thấy các chị luôn ấy. Rồi đỏ chị Phượng Hà. Lên tiếp nhá, lấy chị một con màu hồng. Con này màu nhẹ thôi chị ơi. Một con màu hồng nhẹ. Ô không, cái này của bé á. Bé nào mà tầm cỡ 35kg nhá. Bé là 35kg mang vừa lấy mã bé đi. Bé 20. Mã bé cho em 20.000, cực kỳ xinh luôn. Chị nào lấy bé chất bé cho em nhá. Mã bé 20.000, chị nào thấy em tương tác bài cho em với chị ơi. Mỗi chị cho em xin một nốt chấm nhá. Chấm bài, chia sẻ bài lên chị em với nào. Rồi chị nào lấy mã bé đi. Lấy bé chất bé cho em, bé 20. Bé nào mà tầm 35kg thôi. Bé là 35kg quay đầu. Lấy bé chất bé cho em, mã bé cho em 20.000 mã bé này. Chán quá đi các chị ơi. Lấy bé chấp bé nhá, mã bé 20.
Bé là 30 đến 35 kỷ mang hộ cho em xin cho. 30 35 kỷ quay đầu lấy bé chất bé, mạ bé cho em 20 nghìn mạ bé này. Bé 20 nhá, chị loại bé chất bé cho em. Bé 20 nghìn, bé nó là tầm 35 kỷ quay đầu cho em. Rồi chị nói lại bé chất bé, bé 20 nghìn cho em, lấy chị một con xanh này. Lấy chị một má xanh, xanh này size lớn nhá. Eo 82 đến 84 luôn chị ơi. Eo 82 84 quay đầu lấy xanh chất xanh, xanh 20. Má xanh cho em 20.000 má xanh nhá, xanh 20. Trời ơi, cái gì bị trời. À, áo đỏ sau lưng em size L không? Đỏ sau lưng đâu có con đỏ nào sau lưng size L đâu chị. Rồi con này chị nào lấy má xanh đi, xanh cho em 20.000 má xanh nhá. Xanh 20, con này cũng size lớn luôn này các chị này. Ủa sao kỳ vậy trời, không thấy luôn nữa trời ạ. À. Rồi lấy xanh chất xanh, xanh xanh 20, chị nào eo 80, 82, size lớn cho em. Xanh xanh. Xanh là chị phụ Hà luôn. Xanh 20. Rồi em lấy chị con này size lớn luôn này. Có sao mà toàn XL không mà từ nãy giờ cầm toàn size to. Con này cũng size XL cho em nhá. Một con màu hồng cho em cực kỳ xinh. Lấy mã hồng đi. Hồng 20. Lấy hồng chất hồng cho em, hồng 20.000 nhá. Eo 80 đến 82 size to cho em nhé chị ơi. Con này cũng size to. Lấy hồng chất hồng, hồng 20. Chị nào mà size XL đây. Eo 80 đến 82 quay đầu, lấy hồng chất hồng, hồng 20 cho em. Size lớn nhá chị ơi. Trời ơi, chị Nghĩa vừa coi vừa... Cái kiểu này sao mà hồng của chị Phượng Hà này. Chán ghê luôn. Rồi em chào chị... Cái gì? Em chào chị dâu tây. Con hồng có tay size gì? Con hồng có tay size gì? Con này á chị? Nó nằm giữa M và L á chị. ML mang vừa cho em nhá. ML mang vừa, con này eo 76 á chị ơi. ML đã mang được, cái hàng này nó hàng su su nhẹ một xíu cho em. Nó hàng hơi su nhẹ một xíu cho em nhé. Con này lấy mã cho em đi. Con này lấy mã 339. 339 cho em 80.000. 80k mã 339 đó chị này. Lấy 339 cho 339, 339 80 nhé. Đó, chị nào mà size ML mang được. Còn con này chị nào size S, M, L 70 đến 72. 70, 72 quay đầu cho em lấy mã tím. Tím cho em form lỡ tay lỡ nhé. Tím 100 buổi. Mã tím cho em 110. Rồi con này eo 74 đây chị này. Con này eo 72, 74. Con này cũng mang lụa hai lớp cho em. Eo 72, 74 mang lụa 237. 237 cho em. Hai con này bán chị 110.000 cho. Lấy 237 chứ 237, 237 110 luôn. Lụa hai lớp form lỡ cho em nhé. Eo 72. Một con là eo 72 và một con là eo 74. Một S và một M. À gì nhỉ? Một con size. Hai con đều size M nhưng mà một con là M lớn và một con là M nhỏ. Rồi con này form suông nhé. Form suông chị nào sẽ SM mang vừa này. Một con form suông SM quay đầu lấy mã suông đi. Suông cho em 20.000 mã suông nhá. Suông 20. Chị nào sẽ SM quay đầu cho em. SM mang vừa lấy suông chất suông nhá. Suông 20. Sau lưng em hả? Cái đỏ dưới này chị nhỏ lắm chị ơi. Nó bé xíu à. Chị đó tầm bé nào thôi. Hoặc là chị nào phải size XS nhá. Con đó chị một là chị nào size XS, hai là chị nào hoặc là lấy cho bé cũng được. Rồi xuông, xuông trên 20.000 là xuông. Xuông cho chị Phượng Hà này. Đỏ size nhỏ lắm, chị lấy mặc size L hả? Size L để tìm xem còn có con nào không chị ơi. Phần đa bây giờ, cái phần đa của em giờ nó size nhỏ là nhiều chị. Rồi con này cho em một con màu trắng theo chị nhá. Con này trắng hay là trắng theo cho em? Trắng theo, eo 72. Có độ co giãn nhẹ một xíu, lấy mã trắng đi. Trắng cho em 20.000 mã trắng này. Mã trắng 20 nhá, chị nào mà eo 70, 72 mang vừa. Lấy trắng chốt trắng, trắng trắng 20 chị là F72 thôi. SM là mang dụng 50, 52 kỳ quay đầu cho em. Này nó theo chị ơi. Này theo trực tiếp vào vải cho em nhé. Không phải là in đâu chị ơi. Nói cho bà theo trực tiếp vào vải. Lấy mã trắng, trắng cho em 20.000 mã trắng này. Mã trắng 20 chị nào mà sẽ SM. SM quay đầu. Rồi lên tiếp chị một con xanh. Con xanh này ở phần ngực này nó theo nhé. Lấy hoa sen đi. Lấy sen chất sen, sen này size lớn, sen này eo 85 lận. Con này eo 85 quay đầu lấy sen chất sen, sen 20 cho em. Mã sen cho em 20.000, chị nào eo 85 nhá. Con này size hơi lớn một xíu nữa chị này. Con này size hơi lớn, rồi lấy sen chất sen 20 cho em. Mã sen cho em 20.000, chị nào eo tới 85 lận. Con này size hơi to đó chị ơi. Lấy sen chất sen 20, thấy em chưa tác bài lên cho em với chị ơi, cho hơi ẩn nhá. Bữa nay bình luận nó hơi bị ẩn một xíu. Rồi con này eo 72, 74 chị này. Eo 74 mang vừa cho em lấy mạng bướm đi. Nó hình con bướm cho em. Lấy bướm chất bướm, bướm 20 nhá.
Mã bướm cho em 20.000, chị nào em 72 74 size SM quay đầu này. Tức thế nhỉ? Lấy bướm cho bướm nhá, mã bướm 20, chị nào mã eo 72 đến 74 mang vừa cho em. 72 74 quay đầu, con này size hơi lớn một a. À, chị nhỉ? Size SM. SM mang vừa cho em, lấy mã bướm bướm 20 chị ơi. Mã bướm cho em 20.000, chị nào mà size SM thôi nhá. Eo 72 đến 74 quay đầu. SM mang vừa. Rồi con này cũng size nhỏ luôn chị này. Con này xinh mà mỗi tội là size hơi nhỏ một xíu. Lấy mã hoa, chị nào lấy hoa chất hoa nhá. Mã hoa chị em 40.000 mã hoa. Hoa 40 chị nào sẽ SM thôi. Thấy em chấm bài tương tác này chị em cho khỏi ẩn chị ơi. Rồi eo 72 qua đầu chị em con này. Lấy hoa chất hoa. Mã hoa chị em 40.000 mã hoa nhá. Hoa 40 eo 72 qua đầu. Size SM đang vừa chị em. Trời ơi sen này, trắng này, trời ơi. Bướm này. Sen này, trắng này, bướm này. Đó nó ẩn cái kiểu gì mà giấy mới thấy luôn á, chị Phượng Hà này. Cái này chị Phượng Hà. Bướm hết rồi chị Nguyễn Dung ơi. Rồi con này lấy mã xanh. À lấy hoa chứ. Lấy hoa cho em, mã hoa 40 nhá. Hoa cho em 40.000, chị nào mà size SM rồi mang được. SM quay đầu cho em, khổ quá em nó bị ẩn. Lấy mã hoa, hoa 20. Mã hoa cho em 20.000, lấy chị một con màu đen này. Dáng dài em nhá, con này cực kỳ xinh. Chị nào SM eo 74. SM mang vừa, eo 72, 74 mang vừa. Lấy đen chút đen, mã đen cho em 120.000 mã đen nhá. Đen 120 chị nào sẽ SM quay đầu cho em này. Eo 72 đến 74. À không, con này 76 chị ơi, size L. Con này chị nào size L mang vừa, eo 76 mang vừa cho em nhá. Lấy mã đen, đen 120. Mã đen cho em 120.000 chị nào eo 76 size L mang vừa này. Mã đen, đen cho em 120.000. Lấy đen chốt đen nhá, đen 120 chị nào mà size L eo 76. Size L mang vừa eo 76 quay đầu cho em. Mã đen, đen 120 chị ơi. Cực kỳ xinh màu đen. Rồi lấy mã đen cho em, đen 120. Rồi em lấy chị con này nó hình con cò đó chị này. Nhưng mà con này chị nào size nhỏ nhất, chị nào size S eo 68-70 chị ơi. Eo 68-70 mang vừa lấy mã cò đi. Lấy cò chất cò cho em nhá, cò cho em 40.000 mã cò này, cò 40. Em chả biết còn ai bình luận nữa không đây mà em chả thấy nữa luôn rồi. Rồi lấy cò chất cò cho em. Cò 20. Ai gì cò 40 chứ. Rồi hoa 20 này. Không, hoa là 40 chứ không phải 20 đâu. Rồi lấy mã cò nhá. Lấy cò chất cò. Cò cho em cò 40 chỉ nằm eo tới 70-72. Ai gì cò là eo 68-70. Cò eo 68-70 mang vừa cho em. Lấy cò chất cò. Mã cò nhá, cò 40 cho em này. Ủa sao nó không lên nổi luôn rồi trời. Chị nào lấy cò chất cò cho em. Trời ơi, không nhìn thấy bình luận luôn các chị ơi. Em không biết là bên này có chị nào bình luận không mà. Mà em không thấy. Rồi đen chị Mi Hoàng này, giờ mới thấy chị này. Em biết chị bình luận đông chưa không biết đây. Mà giờ em mới thấy đấy. Rồi lên tiếp với chị một con phong xuông. Cái con phong xuông này nó size nó hơi lớn một xíu nhá. Nó là hàng xuông á, chị nào 60kg quay đầu cho em. Cực kỳ xinh luôn chị này. 60kg mang vừa một con xuông xinh chưa. Một con phong xuông cho em màu đen cho em nhá. Này lên mã đi. Chị nào lên mã 46. Mã 46 cho em 70.000 mã 46 nhá. 46-70 con này nó là hàng xuông. Chị nào mà 60kg mang vừa cho em. 60kg quay đầu cho em con này. Con này size 2X nhá chị nhá. Chị nào 60kg mang vừa cho em, chị là mã 46, mã 46-70 này. Nó là hàng phong xuông. Thôi em tương tác cho em với nó các chị này. Có tay lửng à chị. Tay lửng ở đằng sau nó là size SM thôi chị. Một con là eo 72 và một con eo 74 nhá. Một eo 72 và một em 74. Hàng tay lửng em chỉ còn có hai con đó thôi chị. À, eo 72, eo 74 và con này nó. Đây con này eo 76, size L lớn. Con này size L lớn này, mã 339, 339-80. 339 cho em 8.000 nhá chị nhá. Còn có hai con này cho em. Cái con màu tím này nó là size M nhưng mà eo 72 thôi. Con này cũng size M nhưng mà size M lớn, eo 74 nhá. Lấy mã 237 này, con này là 237 và con này là mã tím. 110.000 cho em, hai con nó giống y chang nhau chị ạ. Đều là vải lụa hết nhá, đều là lụa hai lớp cho em. Rồi em lấy chị một mã công này. Lấy chị con này size to cho em, eo 84 nhá. Con này eo 84 mang vừa có độ co giãn nhẹ một xíu, lấy mã công cho em 20.000.
cong 20 cho em nhé, chị nào lấy cong chất cong này. Má cong 20, chị nào eo 80, 82 đến 84, size to cho em chị nhé. Eo 74 vừa nhé chị ơi, vừa. Eo 74 chị 53 ký vừa cho em nhé chị ơi. Rồi con này chị nào lấy má cong, cong 20, xuông chị Ly Hoàng, 46 chị Ly Hoàng. Xuông, ủa? Xuông là 46 chứ, là một con này thôi chứ đúng không chị? Ok, con này của chị Ly Hoàng. Nên nên nói bao nhiêu ta? 70 à? Nên nói bao nhiêu ta? Con này 70 đúng không chị? Rồi chị nào lấy má cong này, cong này xinh chị ơi. Size này lớn nhá. Size này lớn, chị nào mà eo tới, nói chung là con này chị nào mà đưa chị xem. 49 ký eo 74 vừa chị ơi, eo 74 đây. Lấy chị con eo 74 cho em này. Con này eo 74, form lỡ, tay lỡ, lụa hai lớp cho em chị nhá. 110.000 cho em. Cái con tím kia cũng là 110 này. Đây chị ơi. Eo 74 quay đầu, lụa hai lớp cho em, form lỡ, dáng lỡ, tay ngắn. Tay lỡ chị. Này mà 237. 237 cho em nhé, 110.000 mà 237 này. 237 110 chị nào mà eo 74. Và cái con tím chị là chị nào mà eo 70 em. Tím là eo 72, còn con này là eo 74 nhá, mã 237 cho em. 237 237 là chị nào mà size. Nói chung là một con mờ lớn hoặc một con mờ nhỏ. Rồi lấy chị con màu vàng, một con caro vàng cho em. Con này chị nào size nhỏ size S thôi. Con này size S eo 68 70 mang vừa, chị lấy mã vàng đi. Lấy vàng cho em, vàng 40 chị nhá. Vàng cho em 40.000 này. Trời ơi nó ẩn cái kiểu gì không biết trời ạ. Công của chị Phượng Hà này. Rồi con này chị lấy má vàng cho em, vàng 40 chị nào size S eo 68 70 thôi. Size nhỏ nhá. Lấy má vàng cho em, lấy vàng chốt vàng này. Vàng cho em vàng là 40, lấy chị một con hoa. Hoa này size lớn eo 76 chị nào size L nhá. Con này chị nào size L mang vừa eo 76 cho em. Lấy mã 238 đi. 238 cho em 40.000 mà 238 đi. 238 40 nhá. Chị nào size L eo 76 quay đầu cho em con này. Xinh nhớ chị ơi. Nói chung là con này SML mang vừa. Các chị SM thì mặc như em này. Còn các chị size L thì mặc nó ôm vào người hơn một xíu nhá. Lấy mã 2 cái gì con rồi. 238 238 40. 238 cho em 40.000 chị nào mà size à. Mấy nay nhận được hàng rồi. Vậy đó chị. Rồi con này cho em, chị nào lấy mã 238, 238 40, chị nào size SML mang vừa cho em nhé. Các chị size SM thì mặc thành nó hơi rộng rộng một xíu thôi. Còn các chị nào là size L thì mặc nó ôm vào người hơn nhé. Rồi lấy mã 238. Mã 238 cho em, 238 là 40. Lấy chị con xanh rêu này xinh ý chị này. Lấy chị con xanh rêu nhé, con này có độ co giãn. Chị nào size L. Con này chị nào size L mang vừa, lấy xanh rêu cho em. Xanh rêu 60.000 cho em nhé. Xanh rêu 60 chị nào size L cho em này, có độ co giãn thoải mái luôn chị ơi. Rồi lấy xanh rêu chất xanh rêu, xanh rêu 60. Form lỡ cực kỳ xinh. Chị nào lấy xanh rêu chất xanh rêu cho em, xanh rêu 60 nhé. Dạ rồi chị, nhận được rồi chị. Rồi con này chị nào lấy xanh rêu cho em đi, xanh rêu cho em 60.000. Trời ơi sao không thấy nữa trời, nó ẩn cái kiểu chi chi trời ạ. Rồi lấy xanh rêu cho em. Bên này nó ấy cái nó lên liền mà sao bên kia nó khó vậy biết nữa. Nó không lên nổi luôn ấy trời. Rồi chị nào lấy xanh gel chứ, xanh gel cho em. Xanh gel, xanh gel, xanh gel 60 chị nào mà size L. Size L mang vội em phải cái điện thoại xin có lên. Xanh gel cho em nhá, xanh gel 60 chị nào size L cho em. Luận nó không nhảy luôn mà. Chị nào lấy xanh gel chất xanh gel cho em, xanh gel 60 thấy em tương tác cho em với nó các chị ơi. Cho khỏi ẩn nhá. Chị đây là bẻ khổ 237. 237. 237 chị đây là bẻ khổ. Ok chị.
bẩn quá đi các chị ơi, chán lắm luôn. Sale rẻ mà không thấy có chị nào luôn đây. Sale banh nóc nhà mà không thấy chị nào luôn đây. Rồi là bể khổ. Em sale các chị luôn này, được chết 100 mấy luôn này. Mà giờ em sale các chị còn có 110.000 thôi. Chân của đi. Chị ơi, này con xanh cái xinh kìa chị kìa. Chị đòi là bể khổ à. Mấy ngày thì nhận được hàng à? Chắc chừng 3-4 ngày chị ơi. Eo 81 là chị, eo 81 em chỉ có hàng ngắn thôi. Hàng dài giờ không còn đâu chị ơi. Hàng dài giờ em không còn nhá. Lấy chị con vàng này cho em này. Lấy chị một mã vàng, lấy vàng cho em. Vàng 40.000 mã vàng nhá. Lấy vàng chất vàng cho em, vàng 40k. Con vàng này xinh này. Mã vàng cho em, vàng 40, chị là eo 74, 75 nhá. 76 hơi chậm một xíu. 74, 75 quay đầu, lấy vàng chốt vàng cho em. Mã vàng 40.000. Vàng cho em 40, chị nào mà size màu lớn, size L nhỏ cho em nhá. Màu lớn và L nhỏ, chị nào eo 74, 75. 74 đến 75 quay đầu cho em con đó. Rồi lấy chị một con tím này, một con lụa hạ. Con này là vải lụa chị nhá. Một con lụa hai lớp cho em, nó hình caro. Xinh như chị ơi, nhưng mà con này size nhỏ, chị nào lấy mã tím đi. Lấy tím chốt tím cho em, tím cho em 40.000 mã tím nhá. Tím 40 chị là eo 68-70 size S thôi các chị ơi. Size S mang vừa eo 68-70, con này chị là size hơi nhỏ, eo 68-70 mang vừa cho em con đó. Rồi lấy chị một con đầm này. Con này là màu hồng rốt nhá. Lấy chị một con màu hồng rốt cho em. Con này form đầm, chị nào thích lấy đầm thì lấy đầm cho em. Mã đầm, đầm này eo 74. Con này eo 74 mang vừa lấy mã đầm cho em. Đầm cho em 40.000 mã đầm này. Đầm 40. Gì? Chị Trần Thị Kim Cúc hả? Ý là đơn trước chị còn đấy hả? Em biết là đến xem lại đây. Rồi con này chị là lấy mã đầm cho em. Đầm cho em 40.000, eo 74, 75. Eo 74 chứ em lộn. Eo 74 nhá, size M. Con này chị là size M lớn này. Lấy mã đầm cho em, lấy đầm chấp đầm. Đầm đầm nhá, đầm cho em 40.000 mã đầm. Eo 74 mang vừa chị nào mà size M. Con đó là size M lớn cho em. Trời ơi không thấy á. Trời ơi bực mình ghê luôn á chị ơi, em không thấy bình luận luôn á trời ạ. Rồi lấy đầm chấp đầm cho em. Đầm nhá. Mã đầm cho em 40.000. Đây lấy chị con lụa này size lớn đây. Đây chị ơi size lớn cho em. Con này vải lụa cho em cực kỳ xinh hoa này. Nhưng mà size to lắm. Con này size to lắm luôn các chị ơi. Eo của nó eo 92. Con này eo 92 quay đầu cho em con này. Size to nhá. Eo 92 mã 92 cho em đi. 60.000 xinh lắm luôn chị ơi. Nhìn thấy nó ở ngoài nó xinh hơn trên line chị. Cái họa tiết hoa của nó này. Chị là eo 92 mang vừa cho em nhá. Lấy mã to, to cho em 60.000 mã to. Rồi có gen không hả? Đầm đẹp không? Đầm đẹp không hả? Đẹp chị ơi. Nhưng mà nó lại là màu hồng ruốc nhá. Không phải là màu hồng kia đâu. Hồng ruốc cho em á chị. Eo 72-74. Lụa của chị Thanh Thủy Đạm. Thanh Thủy Đạm. Không biết đơn chị còn hay không. Chị ơi lên lại số cho em nhá. Thanh Thủy Đạm này. Nhiều khi em không em không lưu số của các chị nên là em hỏi. Em hỏi để em nó sợ hơi ngắn đó chị dâu tây ơi. Em mặc đã ngắn rồi. Chị mặc em sợ ngắn đấy chị dâu tây ạ. Tức thế nhở, không thể bình luận luôn ấy trời ạ. Đầm chị Phượng Hà này. Trời ơi, chị Phượng Hà cứ bình luận này. Mẹ em không thấy luôn ấy chị ơi. Mà hồng rút, con này xinh lắm luôn chị ơi. Cực kỳ xinh luôn nhá, chứ không phải là xinh nữa. Cực kỳ xinh chứ không phải là xinh nữa đâu. Rồi em lấy chị con này dáng dài cho em đây. Con này dáng dài. Chị là eo 72 đến 74 nhá. Con này eo 74 quay đầu lấy mã dài đi. Dài cho em 40.000 mã dài.
Dài 40 nhá, chị nào eo 74 mang vừa. Lấy dài chốt dài cho em. Dài 40 eo 74 nhá. Lấy dài chốt dài cho em. Mã dài cho em 40.000. Mã dài 40 eo 74. Chị nào mà size size SM. SM quay đầu cho em eo 74. À, mã to. Mã to hết rồi chị ơi. Em lên mấy đầm đằng sau. Ai lấy rồi hả? Chị kia lấy, em mới vừa nhận đồ rồi. Ủa nhận rồi chị nhanh vậy hả? Ủa sao vô lý nhá? Xem thấy mỗi cái bình luận của chị muộn màng là sao ta? Rồi con này cho em một con gấm nữa chị này. Lấy chị một con gấm đỏ. Một con gấm đỏ cho em. Mà mấy con đằng sau ấy chị ơi, mấy con đằng sau rồi em phần đa size nhỏ, chị size gì chị? Chị mặc size gì chị ơi? Rồi lấy chị một con gấm dạng dài này chị này. Màu đỏ, con này chị nào size L E76 nhá. Con này E76 quay đầu cho em lấy mã đỏ đi. Đỏ cho em 100.000 mã đỏ. Đỏ 100 nhá, chị nào mà size L E76. Lấy đỏ chất đỏ cho em, đỏ cho em 100.000 mã đỏ này. Đỏ 100, chị nào size L mang vừa E76 mang vừa cho em. Mã đỏ, mã đỏ. Đỏ đỏ 100, size L E76. Chị mặc size gì chị ơi? Em đằng sau em phần đa là nó size nhỏ không à? Trời tức quá đi các chị. Vào đây lấy chị con sắt nách này. Một con hoa màu đen, con này không ôm nhá, chị nào sẽ SM thôi. Con này SM mang vừa cho em con này. Chị Phượng Hà lấy chị dâu tay á. Chị bình luận chị hai lần luôn mà giờ em thấy của chị luôn á. Nó bị ẩn đấy chị. Rồi lấy chị một con hoa đen. Con này chị nào sẽ SM cho em này. SM mang vừa cho em nhá, chị nào lấy mã hoa đen đi. Lấy hoa đen, chất hoa đen, con này nó là form ôm. Chị nào thích ôm body thì lấy con này cho em nhá. SM mang vừa. Lấy hoa đen, chất hoa đen. Hoa đen 120. Con này các chị eo 74 mang vừa cho em. Con này có độ co giãn cho em chị nhá. Con này có độ co giãn, chị nào lấy hoa đen, chất hoa đen cho em. Hoa đen cho em này. Hoa đen là 120, chị nào sẽ SM được mang được. Eo 72 đến 74 quay đầu cho em con đó. Eo 72 đến 74 quay đầu cho em. Ủa sao kỳ vậy ta? Hai bên nó đều không lên luôn ấy trời ạ. Eo 72, 74 quay đầu cho em. Lấy hoa đen, chất hoa đen. Hoa đen cho em. Rồi lấy chị con đậm này xinh này. Trời ơi. Size L nhá. Nó là hàng gen cho em này chị ơi. Chị nào size L. Hàng gen cho em cực kỳ xinh. Con này em không hiểu màu gì đây. Cái tay của nó hơi lên nhẹ một xíu chị nhá. Con này hơi lên nhẹ một xíu chị này. Xinh chưa? Dáng dài cho em. Con này chị lấy mã 324 đi. Lấy mã 324 nhá. 324 cho em này. 100.000 mã 324. 324 100k. Chị nào size L mang vừa. Hàng gen cho em. Tay là tay lên nhẹ cho em nhá. Hàng này là hàng vận. Tay lên nhẹ cho em. Cái này nó theo. Này theo cho em chị ơi. Lấy mã 324. Tức quá đi. Chị xem lại đầm đỏ. Chị xem đỏ lại đầm đỏ. 324 của chị dâu tây. 324 chị dâu tây này. 324 100. Xem lại đầm đỏ. Đầm đỏ size L nhé chị. Con đỏ đó là size L cho em. Ok chị đợi em một xíu. Chị dâu tây để đâu rồi trời. Đỏ đây chị ơi, size L mang vừa cho em con này nhá. Con này là hàng gấm đấy các chị này. Lấy mã đỏ cho em, đỏ cho em 100.000 mã đỏ. Đỏ 100 chị nào size L mang vừa E76 nhá. E76 quay đầu cho em con này. Em biết nữa. Chị lấy mã đỏ, lấy đỏ cho đỏ cho em. Các chị ơi, tương tác bài chị em vô cho nó khỏi ẩn nữa các chị. Nó không lên bình luận luôn các chị ơi. Máy chốt không lên, máy like không lên luôn ấy trời. Tương tác bài chị em cho nó phải ẩn. Lấy cho chị một con lụa vàng này. Lấy chị một con lụa vàng cho em nhé. Con này em 76 chị nào size L cho em. Một con lụa màu vàng cho em. Lấy mã lụa đi. Lụa cho em 40.000 mã lụa nhé.
Lộ 40 eo 76, con này chị nào size L mang vừa. Chị nào size L mang vừa cho em con này, lấy vàng chốt vàng nhá, mã vàng cho em. Vàng cho em 40 này. Mã vàng 40, con này hàng lộ cho em, chị nào size L mang vừa eo 76 quay đầu cho em con này. Lấy mã vàng. Lấy vàng chốt vàng cho em nhá, vàng 40 em lấy chị một con màu trắng này. Mã trắng, trắng này có độ co giãn nhưng mà chị nào tầm eo 70 71 thôi. Eo 70 71 mang vừa thôi nhá, lấy mã trắng, trắng 20. Mã trắng 120.000, chị nào L71 quay đầu. Chị nào size S thôi chị ơi, nhưng mà size S lớn nhá. L70 L71 rồi lại mang vừa cho em lấy mã trắng. Trắng cho em 20.000 mã trắng này. Mã trắng 20, chị nào L71 quay đầu. Size nhỏ nhỏ một xíu. Rồi con này lấy mã nu đi. Nu cho em nhá, con này không ôm. Mã nu cho em 20.000 mã nu. Nu 20. Chị nào lấy nu chất nu cho em này. Nu 20.000, con này có độ co giãn cho em này chị ơi. Mã nu 20. Eo số 8 70 chị nào. Có chết cái con này của chị nào ta, em quên rồi. Con cái này của chị nào em quên rồi nhỉ. Ủa cái này của chị ai ta, khi nãy em chốt cái này cho chị nào rồi nhỉ. Tự nhiên ghi tên xong rồi dục xuống này luôn, không nhớ ai nữa rồi. Rồi chị nào lấy mã nu nhá. Nu cho em nu 20 này chị này. À không phải. Hai con nó tựa tựa giống nhau. Không phải, con này con khác, em lộn, không phải. Xong lên cái này cho các chị cho. Rồi chị nào lấy mã nu cho em nu 20 nhé chị ơi. Mã nu 20, mã trắng chị Phượng Hà. Rồi lấy mã nu nhá, nu cho em 20.000 mã nu này. Nu 20, đây lên tiếp chị con lụa này. Lụa này xinh nhá chị ơi. Một con lụa cho em cực kỳ xinh. Rồi con này size hơi to, chị nào L86. Con này L86 nhá, chị nào lấy mã 86 đi. Mã 86, L86 cho em không lỡ chị nào, xinh cho. Mã 86 L86 quay đầu. Lụa cho em cực kỳ xinh luôn chị ơi. Mã 86 L86. Rồi mã 86 cho em 110.000 nhá. 110.000 cho em mã 86 L86 cho em này. Trần Thị Kim Cúc vàng 40 không thấy chị. Không thấy chị ơi. Giờ mới thấy này. Chị ơi lấy con đó à chị, lên số cho em nhé chị ơi. Con vàng lấy lên số cho em. Vàng này 40 này chị này. Vàng 40 size L. Lấy lên số cho em nhé chị nhé. Lên lại cho em cái số. À cái gì nhỉ. Trần Thị Kim Cúc. Bực mình ghê luôn. Nó không thấy luôn á chị ơi. Nó ẩn chuyện gì trời. Rồi con này là mã 86 rồi. Mã 86, L86 cho em. À, cái em đang mặc nữa L86 rồi, ok chị hai con luôn. Ủa? Chị lấy một con size lớn, một con size nhỏ à? Một lớn, một nhỏ à chị? Con kia là L76 nhá chị nhá, con kia là size L á. Hai con này nó chân nhau nhá chị nhá. Nào, nghe nhầm size không chị ơi? Một con size lớn, một con size nhỏ á chị. À rồi ok chị, em sợ chị lại nghe nhầm. Lúc L76 là eo thành L86 nữa thì chết. Rồi em lấy chị con giá. Em lấy chị một con sọc này. Lấy chị một con caro cho em nhá. Một con caro giảng dài cho em chị này. Lấy caro chốt caro đi. Chị nào lấy caro chốt caro cho em. Caro giảng dài cho em này. Caro chị nào L70. Không phải.
Con này em phải 274 mang vừa cho em lấy caro nhá. Caro cho em 60.000. Caro 60. Chị nói em 72 đến 74 mang vừa cho em con này nhá. Em 72, 74 mang vừa. Lấy caro. Dạ rồi, ok chị. Lấy caro, chốt caro cho em. Caro 60, em 72 đến 74 mang vừa. SM quay đầu cho em con này nhá chị ạ. Em 72, 74 thôi. Lấy caro, chốt caro. Caro cho em. Caro cho em là 60.000 là caro. Caro 60 chị nói em 72 đến 74. Em 72, 74 mang vừa. Lấy caro, chốt caro cho em. Alo. Alo. Đúng không? À không 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 em ngay đâu. Không không. Trời ơi, tình trời. Toàn điện thoại lung tung. Rồi lấy chị một con lụa nữa này. Lấy chị một mã lụa nhá. Con lụa này chị nói em 76 size L cho em. Chị nào size L mang vừa em 7678 này, lấy mã xanh đi, xanh 40. Mã xanh cho em 40.000 em 7678 mang vừa. Con này chị nào size L lớn này. Size L lớn mang vừa cho em nhá, em 7678. Em chào chị Bùi Hằng Nga. Trời ơi nó ẩn chị ơi, rồi mình thấy chị này. Rồi con này em 7678, con này chị nào size L lớn, lấy mã xanh, xanh cho em 40.000 mã xanh nhá. Xanh 40 em 7678 quay đầu, chị nào size L lớn. Em 76 đến 78 mang vừa cho em, lấy xanh chất xanh. Mã xanh, xanh 40 nhá chị ơi. Xanh cho em 40.000. Lấy chị một con kim sa này. Lấy chị một con kim sa, chị nói lấy kim sa, chất kim sa cho em. Kim sa 40 chị ơi. Kim sa cho em 40.000 nhá. Em 76, chị nào size L mang vừa. Chị nói lấy kim sa, chất kim sa cho em. Kim sa 40. Kim sa cho em 40.000. Chị Diệp Nguyễn. Xanh của chị Diệp Nguyễn này. Rồi chị nào lấy kim sa cho em nhé. Kim sa cho em 40.000 mã kim sa. Kim sa 40 chị nào size L. Size L mang vừa cho em lấy kim sa chất kim sa. Kim sa 40. Biết là nó có ẩn nó không đây. Rồi kim sa cho em 40.000 mạng kim sa này. Kim sa 40 chị nào size L. Rồi lấy chị con này cho em. Con này cũng size L cho em nhé. Eo 76 mang vừa. Con này chị nào eo 76 rồi mang vừa cho em con này. Lấy mã 108. 108 cho em 20.000 mạng 108 nhé. 108 20 chị nào size L eo 76. Size L eo 76 quay đầu lấy mã 108. 108 cho em 20.000. 108 cho em 20k mã 108, 108 20. Rồi lấy chị một con màu cam này. Lấy chị một mảng cam nhá. Cam này chị nào size L lớn cho em. Này các chị mặc vào là nó nhún ra cho em này. Eo 76, 78. Con này chị nào size L lớn. Lấy mã cam, cam cho em 20.000 mã cam nhá. Mã cam 20, eo 76, 78. Con này chị nào size L lớn. Eo 76, 78 mang vừa. Mã cam cho em. Xanh cái đỏ phía sau eo. Đỏ phía sau size L chị ơi, eo 76. Kim sa của chị Hương Phạm Thu. Chị Hương Phạm Thu ơi, lên số cho em nhé. Không em để cho chị gì? Minh Tâm Văn này. Lấy lên số cho em nhé chị ơi. Dự bị cho chị chị ơi, cái con kim sa đó. À cái gì nhỉ? Cái con đỏ đó là size L eo 76. 110.000 nhé chị ơi. 110.000 cho em con đó. À quên, 100.000. Cái con đỏ đó là 100k cho em, eo 76 size L. Rồi con này chị lấy mã cam. Cam cho em 20.000 mã cam nhé, cam 20. Có màu trắng không hả? Có chị ơi. Em có nhưng mà nó lại là... Em chỉ có màu trắng dáng ngắn với chị, dáng dài không có đâu chị ơi.
xanh xanh của xanh 20, xanh 40. Xanh xanh của xanh nào trời, xanh hết rồi chị ơi. Nó bị ẩn chị ạ. Em không thấy á. Không thấy mắt xem luôn á. Em có màu trắng mà chị mặc size gì á? À, cho chị con vừa mặc 20k ý. Con vừa mặc 20k là con nào chị? Con đỏ nói bên được không hả? Được chị ơi, được nhá. Này. Nói được đấy chị. Ben hơi to. Ben vẫn còn to chị ơi. Chị eo bao nhiêu? Chị eo bao nhiêu chị? Chị con vừa mặc là con nào chị? Cái con caro hả? Cái con nào 20.000? 20.000 quá chị con. Chị ơi em không biết là con nào luôn á. Em có đọc mã mà. Lên mã cho em đi. Lên mã cho em đi chị ơi. Rồi em không biết con nào. Rồi lên tiếp cho chị một con màu trắng này. Đây chị ơi, màu trắng đây. Trắng này size nhỏ 20.000. Mã trắng cho em nhé, lấy trắng chốt trắng này, trắng 20k. Con này form ôm, chị nào SM mang vừa. SM mang vừa cho em, các chị nhìn nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó là form ôm nhé, có độ co giãn nhẹ cho em. Lấy mã trắng, trắng cho em 20.000 mã trắng này. Mã trắng 20, chị nào eo 72, sẽ SM, eo 78. Eo 78 á, eo 78 là con này à? Màu cam này chị ơi. À ý là chị bảo là cái con, em chào chị Tố Nga. Có sườn xám dáng dài phía sau size gì? Dài phía sau. Chị ơi phần đa là SM là nhiều chị ơi. Phần đa là SM nhá. E78 à, con đó eo có 76. 76, 78, được chị ơi. Về nối một xíu là được. Tại vì eo đó là E76 rồi, size L rồi. Rồi đây chị ơi, lên mã cam nhá. Con cam này 20.000, cam này size lớn này. Mã cam cho em, cam 20. Rồi lên mã trắng, trắng cho em 20.000. Lấy trắng chốt trắng cho em, trắng 20, chị nào eo 72, sẽ SM cho em. SM mang vừa cho em. Lấy cho chị hả? Ok. Ok, chị Diệp Nguyễn. Chị có đơn chưa ta? À, con này 100.000 cho em. Rồi đây lấy chị một con lụa form suông nhá. Lấy chị một con lụa form suông cho em. Con này chị nào size L lớn. Con này chị nào size L lớn cho em nhá. Một con lụa form suông này. Chị nào lấy mã lụa cho em, lụa 40 này. Mã lụa cho em 40.000, chị nào size L lớn nhá. Lấy lụa chất lụa cho em, lụa 40. Rồi ok chị. Rồi con này chị nào lấy mã lụa cho em, lụa cho em 40.000. Lụa 40 chị nào size L lớn mang vừa cho em nhé. Mã lụa, lụa cho em 40.000 mã lụa. Lụa 40 chị nào size L. Eo của nó tới cái gì? Eo 76-78. Lên chị một con đuôi cá này. Lên chị một con đuôi cá nhé. Đuôi cá này SML đều mang được. Co giãn thoải mái nhé chị ơi. Eo 76-78 thì mặc được hết nhé. Nói chung là con này co giãn hơi bị mạnh luôn. Rồi lên mã cá. Cá cho em 40.000 mã cá này. Mã cá 40 SML mang vừa, hàng này hàng co giãn cho em. Lấy cá chốt cá cho em nhé. Mã cá cho em 40.000. Sườn xám còn không hả? Chị ơi em đang bán sườn xám mà. Rồi con này chị lấy mã cá cho em. Mã cá, cá chị đi hoàng, cá 40. Xem không, bên này em không thấy mắt xem luôn ấy trời ạ. Em tưởng không có ai mà luôn này chứ. Rồi em này có hai chiếc này các chị này. Này nó là áo nhá, không thì các chị làm thành đầm cho bé cũng được. Làm thành đầm cho bé cũng được hoặc làm thành áo. Không, các chị làm thành áo cho bé cũng được. Nói chung là cái này bé nó mà tầm mà.
30 kỳ cũng mang vừa này. Hoặc là chị nào sẽ ép nhá. Hai chiếc y chang nhau luôn chị ơi. Hai chiếc, một chiếc là ép, một chiếc là bỏ. Lên mã áo đi. Lấy áo chất áo cho em, áo cho em 40 một chiếc này. Mã áo nhá, áo 40 chị lấy áo chất áo cho em. Hai chiếc nó y chang nhau. Không thì các chị lấy về cho ổn một cái con này bị lem màu một xíu các chị ơi. Con này bị lem màu một tí thôi, nói chung là ít thôi. Không nhiều lắm đâu. Về các chị lấy làn thành này. Kiểu gì nhỉ? Các chị cho bé mặc mấy quần ôm á. Mặc cái form này lên hơi vệ sinh thôi. Rồi mã áo. Áo cho em 40 nhá. Lấy áo chất áo này. Mã áo cho em 40.000. Chị nào size S hoặc là các chị lấy cho bé cũng được. Các chị làm thành thành áo. Chị Ni Hoàng lấy một áo hai áo chị Ni Hoàng ơi. Chị lấy một áo hai áo đó. Lấy hai áo đi. Cho em bớt cho một xíu. Hai áo bớt cho một xíu chị ơi. Cái con nhỏ này thì nó lại trúng bé, nó lại bị dính một tí màu rồi chị ơi. Sao con này nó lại là size L được trời? Em thấy nó nhỏ mà lại là size L là sao ta? Không, nó chỉ là SM thôi, nó gắn lộn size rồi. Không, SM thôi chị nhá. Không phải là L đâu. SM cho em. Nó không phải là size L. Size S, size M. Rồi, đây lấy chị một con chim này. Lấy chị một màn chim nhá. Lấy chim chất chim. Chim này eo 74. Chim này size M lớn. Mà chim 40. Mà chim cho em 40.000. Chị nào size L lớn mang vừa. Lấy chim chất chim nhá, mà chim trên 40. Thì như cái này em có hai con được đúng này. Rồi lên mã chim 40, chị nào size L lớn mang vừa. Size M lớn mang vừa cho em nhá, lấy mã chim cho em, chim 40 chị này. Ủa cái gì vậy? Bấm vào đâu nó chuyển sang sau luôn rồi trời ạ. Áo mờ hả? Rồi ok chị. Lấy áo mờ. Đây áo mờ đây. Rồi em có hai chiếc màu tím này. Hai chiếc tím này cũng là size SM luôn này các chị ơi. Ba chiếc luôn chứ phải hai chiếc nữa các chị này. Em có ba chiếc màu tím. Ba chiếc kiểu khác nhau nhá, nó cùng một màu luôn này các chị. Này, co giãn thoải mái. Em mặc lên cho các chị coi cái form này. Lên mã nhí đi, lên mà các chị con hoa nhí nhá. Lấy mạ nhí cho em là 40.000 một chiếc chị ạ. Lấy mạ nhí 40. Nhưng mà size cái này thì có độ co giãn cho em. Theo 72, 74 các chị cũng vừa luôn đấy chị này. Rồi tím 1 này. Ai đi nhỉ? Nhí 1 nhá. Nhí 2. Nhí 1, nhí 2. Nhí 2 là có cái nút ngọc. Nhí 2 là có cái nút này. Nhí 3 là nó chỉ có hai cái nút này thôi chị nhá. Rồi, nhí 1, nhí 2 và nhí 3 cho em. Nhí 1, nhí 2 và nhí 3 cho em chị ơi. 1, 2, 3 nhá. Đều là SM có độ co giãn cho em.
Hàng này hàng co giãn nhá chị nhá. Nhí 1, nhí 2 và nhí 3. Hôm nay các chị lấy 3 chiếc cũng được. Hai mẹ con mặc, hôm nay hai chị em vậy. Rồi lấy nhí 1, nhí 2 và nhí 3 cho em. Ba con cái màu nó y chang nhau, nó chỉ khác mỗi cái kiểu thôi. Rồi nhí 1, nhí 2 và nhí 3, 4.000 một chiếc nhá chị nhá. À, có cá, chị Ngô Hài Hài có cá. Có cá là sao? Cái con cá đó hả? Cá đó hết rồi chị ơi. Cái con khoan, M lớn, size S lớn. M lớn, size S lớn là sao chị? Lấy size lớn nhé. Dạ rồi, em lấy con lớn đó chị ấy. Cái con áo đó là em lấy con lớn chứ chị, không phải lấy con nhỏ đâu. Rồi chị nào lấy mã nhí cho em nhé. Nhí 1, nhí 2, nhí 3. Nhí 1, nhí 2, nhí 3 này. Rồi đây màu trắng cho em này. Trắng này nó bị dính dơ nhá. Về chị giặt cho em. Eo 76, 78. Ôi eo 80 chị ơi, eo 80 chị em. Eo 80 mang vừa cho em lấy mã trắng nhá. Trắng 20. Này là nó theo chị nhá. Lấy mã trắng cho em. Trắng cho em 20.000 mã trắng này. Mã trắng 20 chị nào xếp L mang vừa eo 80. Hôm nay không lỗ cho em. Eo 80 quay đầu. Chị nào lấy mã trắng cho em nhé. Trắng 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 20 eo 80 chị nào size XL mang vừa cho em. Size XL mang vừa lấy mã trắng, trắng cho em 20.000 mã trắng này. Trắng 20 rồi lấy chị con này size nhỏ. Con này eo 72 74 size S M. Con này S M quay đầu cho em lấy mã 36, mã 36 cho em 20.000 mã 36 nhé. 36 20 chị nào size S M eo 72 đến 74 mang vừa. 72, 74 mang vừa cho em lấy 36 chứ 36. 36 cho em 20.000 mã 36 này. Mã 36, 20 chị nào cho 72 đến 74. Chị nào sẽ SM thôi chị ơi. SM mang vừa cho 72, 74 nhé chị nhé. 72, 74 mang vừa chị nào sẽ SM mang vừa cho em. Rồi lấy chị con họa tiết này xinh này. Chị lấy họa tiết, chất họa tiết 40. Họa tiết cho em 40.000 chị nào em 70, 72. Eo 72 quay đầu thôi nhá, size SM là mang được. SM mang vừa cho em con này. À, trắng của chị Diệp Nguyễn này. Trắng Diệp Nguyễn bị rơi nhá chị ơi, về giặt giùm em với. À, trắng 20. Rồi con này chị nào lấy họa tiết đi. Lấy họa tiết, chốt họa tiết cho em 40.000 mà họa tiết nhá. Con này lụa hai lớp cho em. Dạ, 36. Trắng, trắng hết. 36 của chị Phượng Hà. Trời ơi, không thấy luôn chị ơi. Rồi con này chị nào lấy họa tiết cho em. Trời ơi, mắt xem nó không mắt xem nó không hiện luôn, không thấy bình luận luôn chị ơi. Trắng quá đi thôi. Lên chị một má hồng. Con hồng này size nhỏ nhá. Các chị lấy cho bé là tầm 25-30kg này. Bé là 25-30kg quay đầu cho em nhé. Lấy mạ bé 20. Mạ bé cho em 20.000 mạ bé nhé. Bé 20, 25-30kg mang vừa. Cái này là nó theo cho em chị này. Rồi lên mạ bé 20. Bé cho em 20.000 mạ bé này. Lấy chị con này size lớn. Này nó kiểu như áo dài cho em này. Chị nào size L nhé. Con này chị nào size L. Nó xẻ hai bên cho em chị ơi. Nó dạng nhào dài luôn chị này. Nó cái gì size L, hoa là hoa đào. Con này hoa đào cho em chị ơi, lấy mã đào đi. Đào cho em 80.000 mã đào nhá, đào 80 xin chị ạ. Theo ai gì nhỉ? Gọi y hoa 3D hình hoa đào cho em cực kỳ xinh. Mã đào cho em 80.000 chị nào size L. Size L mang vừa cho em nhá, đào với 70 đi. 70.000 mã đào cho em, đào 70. Chị nào mà size L mang vừa cho em nhá. Size L mang vừa lấy đào chốt đào. Đào 70 triệu. Mã đào cho em 7.000. Lấy chị một con màu đen này. Lấy chị một mã đen nhá. Lấy đen chất đen cho em. Đen này size nhỏ chị ơi. Đen cho em 40.000 mã đen nhá. Đen 40 size hơi bị nhỏ. Chị nào tầm eo 70 70, 71 qua đầu cho em con này. Mã đào của chị gì? Chị Diệp. Chị Diệp Nguyễn. Rồi chị nào lấy mã đen cho em. Đen nhá, đen đào hết rồi chị ơi, hết đào. Hết đào. Rồi con này lấy mã đen đi.
Đen cho em 40, chị nào xem eo 70, 71 thôi. 70, 71 quay đầu cho em lên mặt đen nhá. Đen cho em 40 mặt đen này. Đen 40, chị nào mặt size nhỏ. Size nhỏ, size nhỏ. Rồi lấy chị một con xanh. Lấy xanh chất xanh, xanh 20. Má xanh cho em 20.000 mã xanh này. Xanh 20 nhá. Chị nói xanh chất xanh cho em 20.000. Chị nào mà em 70, 72. Eo 72 cái đầu cho em con này nhá. Lấy xanh chất xanh. Xanh cho em 20.000 mã xanh này. Xanh 20, eo 72. Chị nói lấy xanh chất xanh. Xanh cho em 20.000 mã xanh. Rồi lấy chị con hoa tím đi. Hoa tím nhá, lấy mã tím đi. Chị nào lấy mã tím cho em 40.000 mã tím đi. Tím 40. Ui, size nhỏ, còn size nhỏ không biết chịu. Size S, eo số 8, 70 thôi. Mã tím nhá, tím cho em 40.000 mã tím. Tím 40, eo 74, eo 70. Xem dùm chị đào eo bao nhiêu. Đào eo 76, trời ơi, size L. Size L nhá, eo 76 đến 78 luôn đó chị. Xanh 20. Xanh 20, tím 40. Xanh 20, tím 40 này. Xinh chị ơi. Em 76, 78 luôn đó chị ơi. Không chật đâu. Rồi lấy chị một con đen hình con công này. Chị lấy mã công đi. Công cho em nhá. Công cho em 40.000 mã công này. Công 40, chị nào size nhỏ thôi. Con này có độ co giãn nhẹ một xíu. Eo 72 đến 74. Eo 72, 74 nhá. Hai hàng co giãn cho em về mã công. Công cho em 40.000 xinh chị ơi. Công 40, chị nào eo 72 đến 74 quay đầu cho em con này. 72, 74, hàng này hàng co giãn cho em nhé. Lấy mã công. Công 40, eo 72, 74 qua đầu. Công công 40, eo 72, 74. Tím, tím hết. Hết tím đó chị ơi. Nó bị ẩn mất chị ạ. Em thấy được chị nọ thì mất chị kia. Rồi lấy chị con trắng. Con trắng hay là trắng theo nhá chị nhá. Trắng hay trắng theo cho em này xinh không chị ơi. Lấy chị con trắng đi, trắng hay size lớn. Con này chị nào size L lớn, eo 76, 78 này. Lấy trắng chốt trắng cho em. Trắng hay xinh nhá. Trắng hay cho em 40.000 là trắng. Trắng 40, eo 76, 78. Chị nào size L lớn cho em. Cái này cái vải của nó xinh lắm luôn chị. Vải cực kỳ xinh nhá. Rồi theo mã trắng cho em, trắng 40, chị nào size L lớn cho em. Công. Công 40. Công chị Phượng Hà. Công. Rồi con này chị lấy mã trắng đi. Trắng cho em 40 này. Công hết rồi chị Minh Hoàng ơi. Rồi lấy mã trắng nhá, trắng cho em 40.000, chị nào size L lớn. Eo của nó là eo 76, 78 lận. Rồi lấy chị một con còn tem cho em. Lấy chị một mã còn tem này. Chị lấy mã tem. Tem cho em. Xả cái chị con này cho em nhé. Con này được khoảng 40.000 cho em này. 40k mã tem. Trời ơi. Con này chị nào mà eo 78, 80 cũng vừa. Size size L lớn nhé. LXL cho em. LXL quay đầu cho em con này. Nó là màu nu. Con này màu nu cho em nhé. Này theo các chị ơi cực kỳ xinh. Lấy mã tem thôi. Tem 40.000 cho em. Tem 40 nhất chị nào mà size LXL được vừa. LXL mang vừa cho em lấy mã tem. Trắng, trắng chị Mỹ Hoàng. Tem của chị Phượng Hà. Cái này cái vải nó xinh lắm chị. Con trắng này cái vải hơi đẹp luôn. Rồi em còn con gấm lên các chị này. Lên chị con gấm này nhá. Gấm này chị nào eo 72, 74 sẽ SM. SM mang vừa mã đỏ. Đỏ trên 40.000 mã đỏ nhá. Đỏ 40. Chị nào sẽ SM thôi. SM quay đầu lấy mã đỏ. Trắng, trắng hết rồi chị ơi. Chị có mây. Hoa tím trên xào. Hoa tím trên xào nó là size eo 72 chị. Eo 72 chị ơi. Trời bên này comment trắng quá trời này. Nó, em không thấy chị ơi, nó cái gì nhỉ,
Nu kem trắng tem cả tem tem hết tem còn chỉ là gì nhỉ, tem chị Phượng Hà là mã đỏ đi, hàng đỏ này đỏ gấm chị nhá, con này là hàng gấm em L7274SM mã đỏ, đỏ 140 gấm đỏ. Chị em không xem, em không xem bên này, không phải đâu chị ơi, em không nhìn thấy, em phải lướt. Chị Hoan Hỷ, chị Hoan Hỷ ơi lấy con này hả, chị Hoan Hỷ lấy con này phải không? Một tay em không thể nó lướt được hai máy một lúc tại em không, nó bị ẩn chị ơi. Bên kia em có nhìn thấy đâu, em phải lướt hả? Chị Hoan Hỷ, như đơn chị em đi rồi nhở? Thì như đơn chị em đi rồi thì đúng hơn á. Năm mươi ký vừa không hả? Con này nó là size mờ á chị. Thường thường size mờ là 50 ký để mang vừa nhá. Mà quan trọng cái phần eo chị nó to không? Nếu mà eo của chị mà dưới tầm mét eo 72-74 thì là vừa, còn là eo 76 thì là không vừa đâu chị ơi. Eo 76 thì không vừa nhá, eo 72-74 thì vừa cho em. Rồi lấy chị con xanh trơn, con xanh trơn thì chị làm xanh nhỏ, size XS thôi. Con này chị làm là tầm eo 60, eo 66-68 thôi nhá. Eo 66-68 mang vừa lấy mà xanh, xanh trên 40.000 mà xanh này. Xanh 40 eo 66-68, nói chung là size hơi nhỏ một xíu. Rồi em lấy chị một con lụa cho em, lấy chị một mã lụa, lấy lụa chút lụa cho em nhé. Lụa này hoa này xinh chị ơi. Eo 74 74-76 ML có thể bon cho em được. Lấy lụa chút lụa cho em, lụa 50 mã lụa cho em nhé, lụa cho em 50.000 mã lụa này, lụa 50. À vậy hả, vậy chị mặc size gì? Mặc lụa chị ni hoàng này. Vậy chị mặc size gì chị? Mỗi khi em bán chị size thì em chạy em nhớ đây. À, chị nhận được rồi thì cái đồ đó chị mặc vừa thì à. Em 72-74 chị ơi, sẽ SM thôi. Con nào SM mang vừa cho em. Lên caro các chị này. Các chị nào thích caro không? Lấy caro chất caro nhá. Caro cho em 4.000 caro này. Caro 40. Rồi con caro này bản to. Chị nào sẽ SM thôi, eo 70-72. Con này eo 72 quay đầu cho em nhá. Lấy caro chất caro. Caro cho em 40.000 mã caro. Caro 40 chị nào sẽ SM. Lấy caro chốt caro. Caro SM L70-72. Rồi lên tiếp các chị một con màu nu này. Con nu này size lớn cho em. Chị nào XL mang vừa L80. Cái này là nó theo chị nhá. Lấy mã nu đi, nu 20. Nu cho em 20.000 chị nào mà size XL. Con này size lớn. Con này L76-78 thôi, còn L80 là hơi chậm một xíu nhá. Nói chung là chị nào size là lớn thì lấy mã nu cho em 20.000, cái phần này theo cho em chị này. Mã nu 20, L76-78 mang vừa cho em, nu 20 chị nhá. Nu 20. L76-78, chị nào size là lớn. Rồi lấy chị con xanh này, lấy mã xanh đi. Lấy xanh chất xanh, xanh em bị dơ một xíu nhá. Xanh này dính dơ một xíu, vậy các chị vặn lại cho em. Rồi mã xanh cho em, xanh 20.000. Xanh 20 cho em. Xanh 20 chị nào L76 thôi, size L. Con này chị nào size L mang vừa cho em nhé. Lấy mã xanh, xanh cho em 20.000 mã xanh này. M hơi ôm L thì rỗng hả? chị mà khổ với trời. Nu của chị à, chị cỏ may rồi chị nào lấy mã xanh 20, xanh trên 20.000 chị nào size L L74-76 nhá.
Con này em 76 mang vừa, lấy xanh, rất xanh này. Xanh cho em 20. Cái phần bên trong này không làm sao đâu, để các chị may lại cho em. May lại phần này nhé, không thể cắt bỏ được luôn. Xanh, xanh cho em 20.000 mà xanh này. Xanh là chị Phượng Hà. Xanh chị Phượng Hà. Xanh hết rồi chị Cỏ Mai ơi, nu hết. Nu hết, chị hai chị này mặc giống nhau vậy, hai chị lấy giống nhau vậy. Hai chị lấy đều giống nhau ấy. Sở thích giống nhau. Rồi đây lấy chị con này cho em. Con này chị nào sẽ XL nhá, L80 này. Con này L80 mang vừa lấy mã hoa cho em 20.000 nhá. Hoa 20. Như cái con này các chị mặc size L các chị mặc cũng được này. Các chị mặc thành nó hơi xuông xuông nhẹ cho em. Mặc thành phong xuông xuông nhẹ cho em một xíu mã hoa. Hoa cho em 20.000 mã hoa nhá, hoa 20. Chị nào LXL cũng mang vừa, LXL đều mang vừa cho em. Mã hoa của chị Cỏ May này. Hoa chị Cỏ May. Chị Cỏ May ơi, nhận được đồ chưa? Nhận được đồ chứ chị. Rồi em có hai chiếc này giống nhau đấy chị ơi. Hai chiếc y chang nhau. Một của mẹ và một của bé nhá. Một của bé và một của mẹ. Bé là tầm 25-30 kg. Còn của mẹ sẽ SM thôi. Của mẹ là SM. Còn của con là 25-30 kg mang vừa cho em nhá. Cái kiểu vải nó giống nhau. Cái vải nó giống nhau thôi nhưng mà cái kiểu nó khác nhá chị ơi. Rồi mẹ và bé cho em 20.000 một chiếc. Chị nào lấy nguyên cặp hay là lấy mẹ và bé cho em nhá. Rồi con này chị nào em 70-72 mang vừa cho em nhá. Này của mẹ này, của bé này. Rồi chị nào lấy mã cặp cho em, cặp nhá, 20.000 một chiếc. Hoặc là các chị lấy mẹ hoặc là các chị lấy bé cho em. Thích cặp thì cặp. Mới nhận sáng nay đợt này cái nào mặc cũng vừa vậy ơi chị. Rồi chị nào lấy mẹ bé cho em, một cặp cho em. Mẹ chị có, à chị Phượng Hà lấy mẹ hả? Ok chị Phượng Hà lấy mẹ. Hôm nay lấy của bé hả chị? Hôm lấy hàng của bé hả, bé xinh mà không lấy hả? Lấy nguyên cặp mẹ con mẹ bán. Rồi lấy chị một con màu vàng. Con này chị nào size nhỏ nhá, còn tem chị này nhưng mà size nhỏ lắm. Một là các chị là rất chi là nhỏ, hai là các chị lấy cho bé. Nói chung là nó bé xíu à. Chị nào là tầm eo 60 mấy thôi. Mã tem nhá, lấy tem trước tem cho em, tem 20. Mã tem cho em 20.000, chị nào size nhỏ. Tem 20 nhá, mã tem cho em 20.000 là tem này. Tem 20, trời ơi tức ghê. Nó được bên nọ rồi nó mất bên kia. Chị nào lấy mã tem cho em 20.000, size nhỏ. Tem chị Cỏ May. Nó sao đợt này của chị nó nhanh vậy? Nhưng thầy mới gửi đây mà đã nhận được rồi hả? Rồi lên tiếp các chị một con công này. Công cho em nhé, lấy mã công. Công cho em 20.000 mã công. Công 20. Chị nói size L, M, L đều đủ. Con này nó là form ôm cho em nhé. Con này form ôm nhẹ. Rồi, có độ co giãn nhẹ cho em chị này. Chị nào size L, M, L mang vừa cho em lấy mã công. Công cho em 20.000 mã công này. Công cho em 20, chị nào size M và size L mang vừa. M, L mang vừa, công của chị Phượng Hà. Công chị Phượng Hà. Lấy chị một con hoa nhí này. Một con hoa nhí này 76 size L. Con này chị nào size L mang vừa L76 nhất. Lấy mã mặc 45 đi. Lấy 45 chất 45. 45 40.000 đi chị nhá. 45 40k. Chị nào L74 75 thôi, 76 thì hơi chậm một xíu. 74 thôi, 74 75 thôi nhá. L76 thì hơi chậm một xíu. Nói chung là con này chị nào size L, size L nhỏ và mà size M lớn này. Rồi mã 44. Mã 45 cho em lộn. 45 cho em 40 nhá. 45 cho em 40.000. Con này chị nào mà size M lớn và L nhỏ cho em. Công em chốt cho chị rồi chị ơi. Em chốt công cho chị rồi. Lấy mã 45 đi. 45 cho em. 45 cho em là 40 chị nhá. Mã 45 cho em 40.000. Em có cái con vàng này xanh này. Nhưng nó không có chị nào size nhỏ thì phải. Chị nào sẽ. Có chị nào sẽ không chị ơi. Mã vàng cho em nhá. Vàng sẽ mang vội L68 70 chị ơi.
Em 68-70 quay đầu lên mã vàng. Lấy vàng chất vàng cho em, vàng cho em 40.000 thôi chị ạ. Vàng 40 nhất, size nhỏ. Size nhỏ lấy các chị 40.000 thôi chị ạ. Lấy vàng chất vàng, vàng vàng 40. Chị nào mà size S, size nhỏ, lấy chị một con màu đen này. Con đen này cũng size nhỏ, chị nào size S đang thừa. Lấy mã đen cho em, đen 40 nhá. Mã đen chị em 40.000, chị nào sẽ S thôi, S6870 mang hộ cho em con này. Lấy đen chất đen. Đen đen 40. Còn là những cái con đẹp thì nó lại size nhỏ. Rồi con này của bé. Bé này, bé nó tầm 30-35kg chị này. Bé nó 30-35kg mang hộ cho em nhé. Mã bé 20.000. Bé 20. Bé nó tầm 35kg độ mang hộ cho em. Lại bé chốt bé, bé 20 nhá chị ơi. Mã bé cho em 20.000, bé nó tầm 25-30kg cho em này. Bé này hơi lớn một xíu. Bé này hơi lớn một xíu nhá. Rồi lấy chị một con xanh, lấy xanh chứ, xanh cho em 20.000 mã xanh này. Xanh 20, xanh này size lớn, chị đang eo 82 đến 84 lận. Eo 82, 84 quay đầu, lấy xanh chứ xanh. Mã xanh cho em 20.000 mã xanh nhá. Xanh 20, eo 82 đến 84, con này size to chị ơi. Eo 82, 84 quay đầu là mã xanh. Xanh cho em 20.000 mã xanh nhé. Xanh 20, eo 82, 84 quay đầu. Size hơi to một xíu. Eo đến 82, 84. Eo 82, 84 quay đầu lấy xanh chất xanh. Xanh xanh 20. Rồi đây lấy chị con hoa này nữa này. Hoa này xinh nhé chị ơi. Mã hoa cho em, hoa 20 nhá. Mã hoa cho em 20.000 mã hoa này. Eo 74-75. Con hoa eo 74-75 quay đầu. Lấy mã hoa, xanh là chị Phượng Hà. Lấy hoa chốt hoa nhá. Hoa 20 eo 75 thôi các chị ơi. Hoa này eo 75 quay đầu, size nằm giữa M và L. Có con nào chị chốt con nữa để đi đơn? Ủa chị? Mà đơn chị từ bữa trước à? Xanh hết chị ơi, không nhìn thấy này. Lấy mã hoa đi, hoa cho em 20 nhá. Lấy hoa. Hoa cho em 20.000 mã hoa. Hoa 20 chị làm eo 74-75 quay đầu. Nằm giữa size S và A gì nhỉ? Nằm giữa M và L. Chị Ngô Hoài Hà, chị mặc size gì á? Size gì em lên cho chị. Rồi con này chị là eo 74. Con này eo 74 mang vừa cho em S M nhá. Eo 74 mang vừa lên mạng bướm đi, nó hình con bướm này. Mã bướm cho em bướm 20. Bướm cho em 20.000, con này phong xô nhẹ cho em nhá. Size S M đi chị ơi. Họa tiết hoa xinh cho. SM quay đầu cho em về mạng bướm. Bướm cho em 20 mạng bướm này. Bướm chị cỏ may. Eo 78 hả? Eo 78. Ok chị. Đơn lần trước của chị là còn nè. Đơn lần trước rồi chị có hai chiếc đây nhỉ? Hai chiếc ở đây lấy con eo 78 hả? 76-78 để xem con này nó là size gì này. Con này xinh quá chị ơi. Con này eo 78-80 rồi chị ơi. Con này eo 80 con. Mã tím hoa 3D cho em chị này xinh cho. Tím nhá, tím 40. Mã tím cho em 40.000 hoa 3D cho em chị ơi xinh cho. Lấy mã tím, tím 40. Nó là dạng hoa 3D cho em cực kỳ xinh. Mã tím, tím là XL mang vừa. Mã tím, tím chị cỏ may. Rồi lên tiếp các chị một con hoa màu tím nữa này. Con này form dài hơn. Con này form dài hơn chị nhá.
về mã dài đi. Con này form lỗ. Con này form lỗ cho em chị này, về mã dài, dài cho em nhá. Lấy dài chốt dài, dài dài 40. Mã dài cho em 40.000 nha, 74 đến 75, 76 hơi chật. Nằm giữa size S, size M và size L. Nằm giữa M và L mã vừa cho em. Tím hoa bạc đây em chốt cho chị rồi má. Rồi lấy mã dài, dài cho em 40.000, eo 74 75 nhá. Eo 74 đến 75 quay đầu cho em con này. Em chào chị Phạm Thị Thuận này. Lấy mã dài cho em, dài eo 74 75, con này form lỗ. Eo 74 75 quay đầu, lấy mã dài, dài cho em 40 chỗ. Mã dài cho em 40.000. Dài dài 40, rồi lấy chị con hoa này nữa này. Trời ơi. Con này cũng là dạng hoa ba đê cho em ấy chị ạ. Lấy mã xanh đi. Xanh cho em 20. Xanh 20 em 7678 size L nhá. Con này chị nào size L lớn lấy mã xanh. Xanh cho em 20.000 mã xanh. Xanh xanh 20 này. Xanh. Xanh của chị có may. Xanh 20. Rồi em có con đuôi cá này. Đuôi cá này một là các chị size nhỏ nhá, hai là các chị cho bé cũng được. Một là cho bé, hai là các chị size nhỏ. Cái này nó theo cho em nhá. Theo trực tiếp lên vải cho em mã cá. Cá cho em 20.000. Nó bị dơ nhá. Nó biết là có da không đây. Thôi chị nào lấy tặng đi. Tặng nhá, chị nào về tẩy cho em với. Nhưng biết là có giặt được da không đây. Tại em thấy nó dơ. Nhưng biết là dơ này là cái dơ gì đây. Giờ các chị tẩy ra cho em với, chị vào lấy tặng. Em thấy nó còn đẹp quá đi. Thấy nó còn đẹp mà bỏ thấy uổng quá. Tặng chị có may đi. Nó còn đẹp lắm chị. Em thấy cái chân vai này, em thấy nó dơ lắm nè. Nhân thấy chân vai nó dơ. Còn nó đẹp lắm luôn nhá. Rồi lấy chị con màu vàng này. Con vàng này cho em. Vàng là E74 đấy chị ơi. Vàng là E74 nhá. Lấy vàng chốt vàng. Vàng cho em. Vàng cho em 20.000 mã vàng này. Vàng 20 E74. Chị nào size màu. Con này chị nào size màu lớn nhá. E74 vào đầu. Lấy vàng chốt vàng. Vàng 20. Ui bên này. Mã dài. Dài này, dài của chị Phượng Hà này. Cá, cá hết rồi chị ơi. Vàng, vàng chị Phượng Hà 20. Mã dài là 40. Không thấy luôn hết trời ạ. Vàng, vàng hết, hết vàng rồi chị ơi. Hết vàng rồi, nó ẩn không thấy. Rồi lấy chị một con màu tím này. Mà tím nhá, tím nhá chị nào size nhỏ, chị nào size S thôi. Chị nào size S mang vừa, trời ơi, hoa xinh đi chị ơi. Tím cho em 20.000 mà tím. Tím 20, chị nào size S L68-70 chị ơi. L68-70 mang vừa, lấy mà tím nhá. Tím cho em 20.000 mà tím này. Mà tím tím 20. Chị nào mà size S L68-70. Lấy chị một con màu đỏ. Đỏ là chị nào size lớn. Chị nào size L nhá, LXL mang vừa cho em. LXL cái đầu này mã đỏ, đỏ trên 40.000. Đỏ 40, size L và XL đều mang vừa cho em con này. LXL mang vừa cho em lấy mã đỏ, đỏ cho em 40 chị nhá. Đỏ cho em 40.000, vàng. Vàng em chốt cho chị rồi, tím. Tím, tím của chị luôn. Rồi đỏ chị luôn này. Rồi lấy chị một con màu hồng này. Con hồng này chị nào size nhỏ nhá. Hồng này cho bé thôi. Các chị cho bé cũng được. Hoặc là chị nào size S, M đều mang được. Em thấy nó có độ co giãn cho em. Hồng hình con này nó theo chị ơi. Lấy mã hồng đi. Hồng 20 nhá.
Không, chị em 20.000 theo chị em nhịn này. Eo 72-74 chị ơi, có độ co giãn 72-74 em thấy nó nhỏ lên mặt mọi người. Thấy nó có độ co giãn cực mạnh luôn. Rồi, lên má hồng, hồng 20. Eo 72-74 sợ SM. SM quay đầu cho em con này. Lấy hồng, má hồng nhá, hồng 20.000. Hồng cho chị Phượng Hà, hồng 20. Hồng 20 này. Rồi con này chị nào size lò này. Con này size lò lớn. Size lò lớn cho em nhắc lấy mã vàng đi. Vàng cho em 20.000 mã vàng. Vàng 20, chị nào E76 chị ơi. E76 quay đầu cho em lấy mã vàng nhé. Em thấy nó có một ít màu vàng nhẹ cho em. Rồi lấy mã vàng đi, vàng cho em 20. Vàng 20 E76 chị nào size lò. Vàng, vàng chị có may. Mấy con xinh xinh thì lại nhỏ. Này nhưng có chị nào sẽ ép thì phải. Rồi con này hoa ba d nữa các chị này. Còn hoa ba d không? Trời ơi, chị nào E70-72. Chị nào E72 hốt ngay con này đi. E72 quay đầu. Chị là mạng 49. Mạng 49 cho em 40.000. Mạng 49-40 chị ơi, hoa ba d xinh quá đi. Màu tím tím nhẹ cho em. Chị nào sẽ SM thôi nhá, E72 lên mạng 49. Mạng 49-40 chị ơi. Mạng 49 cho em 40.000. Nó dạng 23D cho em chị. Cực kỳ xinh. Nhưng mà size nhỏ nhỏ thôi nhá. Chị nào E72. Rồi lấy chị một con tím nữa này. Tím này nó là dáng chữ A. Chị nào size L nhá, bò lò mang vừa cho em. Lên mạng tím, tím cho em 40 này. Mạng tím cho em 40.000. Bên dưới nó sơ sạch sẽ nhẹ cho em nhé, lên mã tím. Tím tím 40 cho em. Mã tím tím cho em 40.000 chị nào size lò. Rồi con vàng này chị nào size nhỏ này, chị nào size S nhá. Chị nào size S thôi cho E68-70 lên mã vàng. Vàng cho em 20.000. Vàng 20. Hoặc E70-72 chị, có độ co giãn nhẹ. Có độ co giãn nhẹ cho em nhé, lấy mã vàng. Vàng cho em 20.000 mã vàng này. Lấy vàng chốt vàng cho em, vàng 20 chị nào E70-72 mang vừa cho em con này. Lấy vàng chốt vàng, vàng. Vàng chị Phượng Hà lấy con này tiếp hả? Vàng 20 này. Rồi đây, con này chỉ là size M lớn nhé, E74. Con này E74 qua đầu cho em lấy mã xanh đi. Xanh, xanh cho em 40.000. Xanh 40 E74 nhá. Lấy xanh chút xanh. Xanh 40 E74. Em có cái lô này này các chị này. Em có nguyên lô nhá. Cái này em có. Em phần đa em có size S và size M thôi, chị nào lấy nguyên lô không chị ơi, em có 8-9 chiếc này. Chị nào lấy hết không? Lấy hết em để rẻ cho 40.000 một chiếc không? Nếu mà lấy hết nhá. Hết 8-9 chiếc gì đó. Nếu mà chị nào mà lấy hết em để cho 40.000 một chiếc, chị nào ôm lô luôn không? Chị nào lấy nguyên lô nhá. Lấy lô chất lô cho em đi, mạng lô cho em 8-9 chiếc gì đó. Một lô cho em này, 40.000 một chiếc. Có chị mua lẻ là khác nhá. Mua lẻ là khác, còn chị nào lấy nguyên lô thì nó rẻ hơn. Lấy nguyên lô thì nó rẻ hơn chị ơi. Rồi em lấy chị con lụa này nữa. Lụa này size nhỏ chị này, lấy chị một con lụa màu vàng. Chị nào lấy lụa chất lụa cho em đi, lụa 40. Mã lụa cho em 40.000, còn những con xinh thì lại size nhỏ. Rồi lấy lụa chất lụa cho em. Lụa lụa 40, E68-70, chị nào sẽ ép thôi chị ơi. Sẽ ép mang lụa cho em nhé, lấy mã lụa. Lụa cho em 40.000 mã lụa này. Lụa 40 chị nào sẽ ép mang lụa E68-70. Xinh quá đi mà lại size nhỏ. Chị nào lấy lụa chất lụa cho em.
Rồi lấy chị một con màu trắng này. Lấy chị một mã trắng nhá, lấy trắng chất trắng. Trắng cho em 20.000 mã trắng này. Trắng 20. Rồi chị nào eo 74 đến 75 quay đầu cho em con này lấy mã trắng nhá, lấy trắng chất trắng cho em, trắng cho em 20.000 mã trắng. Mã trắng 20 eo 74-75 quay đầu. Size SM là mang vừa. SM quay đầu cho em, lấy mã trắng. Trắng cho em 20.000 mã trắng nhá. Trắng 20. Chị nào eo 74-75 SM không các chị ơi. Lấy chị một con tím này. Lấy chị một mã tím nhá, lấy tím chốt tím. Tím tím 20. Mã tím cho em 20.000. Rồi eo 72, size SM mang vừa. Eo 72 mang vừa cho em lấy mã tím nhá, tím cho em 20. Mã tím cho em 20.000 mã tím này. Tím 20 eo 72. Nhưng có con này xinh mà không chịu làm váy hết nào. Một con xanh rêu này. Con xanh rêu này chỉ là size L eo 76. Lấy xanh rêu chất xanh rêu cho em 60.000. Xanh rêu 60 chị ơi. Xanh gel cho em 60k nhé, chị nào mà size L. Size L mang vừa, con này có độ co giãn, phâm lỗ, một con xanh gel cực kỳ xinh. Lô mấy cái, con đó hả? Con đó, cái lô đó nó có 8-9 cái gì chị, nhưng mà nó size nhỏ á chị. Nó chỉ có phần đa là SM là nhiều chị ơi. Phần đa là SM thôi, chứ còn... nó không phải là nó không đủ size. Nó đủ size thì đã không có cái giá đó rồi. Nó chỉ có một hai size thôi, size L như có chiếc hai chiếc thì thôi. Còn phần đa là size SM ấy chị. Phần đa là SM thôi, size nhỏ thôi. Lấy nguyên lô thì tím 20, trắng 20. Tím này, trắng này. Nó ẩn kiểu gì ấy, trời ạ. Rồi lấy xanh gel nhé, trở lại xanh gel, rất xanh gel này. Xanh gel cho em 60.000, chị nào size L, form lỗ. Form lỗ cho em chị ơi, lấy xanh gel chứ xanh gel. Xanh gel cho em 60, chị nào size L mang được. Lấy chị con hai con màu hồng này. Con màu hồng này còn tem nhá. Con còn tem này chị nào sẽ SM eo 74. Con này eo 74 mang vừa cho em, còn nguyên tem cho em chị ơi, theo nhá, lấy mã tem đi. Tem cho em 20.000 mã tem. Tem 20 eo 74. Sẽ SM thôi. SM mang vừa lấy mã tem, tem 20. Rồi con này size to chị này. Lấy chị con hồng này size lớn nhá. Con này chị nào lấy mã to đi. Mã to cho em to 20. Eo 86. Eo 88 nhá, con eo 88. Một con eo 88 và một con eo 74. Chị nào lấy mã hồng, hồng lớn hoặc hồng nhỏ cho em. Size lớn hoặc size nhỏ cho em. Lớn hoặc nhỏ cho em này. Tem chị Phạm Lan. To chị có may. To chị có may. Chị Phạm Lan. Chị Phạm Lan chị có đơn đúng không? Lên số cho em nhé chị ơi. Chị Phạm Lan. Lên số cho em không em để cho chị hai hồng luôn á chị, kia chị lấy mất một con rồi. Cái xanh L sẽ L banh. Cái xanh kia hả? Cái xanh này là size L chị này. Con này 60.000 này chị ơi, lấy con này đi. Con này xinh lắm luôn á, xanh này màu xanh rêu cho em. Cực kỳ xinh nhá, 60 nhá chị, là chị Diệp Nguyễn á, lấy con này đi. Con này xinh này chị này.
Chị Diệp Nguyên thấy không? Mấy con đóng chị ơi, con này size nhỏ chị ơi. Con này theo chị ơi, một con trắng theo nhá. Mà trắng cho em trắng 20 này, này theo cho em. Nhưng mà size nhỏ. Chị đây mà trắng cho em trắng cho 20 nghìn. Mà trắng 20. Chị nào mà sẽ S6870 chị ơi. Con này S6870 mang hộ cho em lấy mà trắng, trắng 20. Mã trắng cho em 20.000, chị nói S6870, chị nói sẽ ép thôi nhá. Lấy chị một con kim sa này. Lấy kim sa đi em, kim sa 20. Còn là con xinh thì lại size nhỏ. Lấy kim sa, chất kim sa cho em 20.000. Kim sa, kim sa, kim sa 20. Chị nào size nhỏ nhỏ. Rồi lấy chị một con hồng theo tiếp này. Con này cũng bị dính do không chị. Rồi E74 này. Kim sa. Kim sa này. Trắng này. Của chị Phượng Hà. Kim sa này. Trắng này. Rồi lấy mã hồng. Hồng 20 chị ơi. E72-74 nhá. Con này có độ co giãn cho em theo luôn chị. Hàng này hàng theo cho em hồng 20. Có độ co giãn em phải 274 mang vỏ. Lấy hồng chất hồng. Hồng 20 mặc lên form cực kỳ xinh. Mặc lên form cực kỳ xinh luôn chị này. Lấy mã hồng. Hồng 20 nhá. Hồng cho em 20.000. Lấy hồng chất hồng. Hồng hồng 20. Lấy chị một con màu xanh. Xanh này cũng là form xuông luôn đó chị này. Xanh này form xuông nhá, lấy mã xanh đi. Xanh cho em 20.000 mã xanh. Xanh xanh 20. Con này SM đều mang được. Size S, M đều mang được cho em chị ơi. Trời ơi, form lỡ. Rồi em 70. 70, 71 thôi chị, 72 hơi chậm một xíu. Nó nằm giữa S và M nhá. Lấy mã xanh. Xanh cho em 20.000 mã xanh này. Xanh 20 nằm giữa và S và M thôi. Mã trắng, mã hồng hết rồi chị ơi. Chị Mai Hường. Không phải xanh mà em nói. Lô. À, hai con giống nhau, một con em bán rồi mà. Một con em bán rồi chỉ còn con màu tím này thôi. Cái này có hai con giống y chang như này này. Cái form nó cũng giống, cũng là tay lỡ, một con màu xanh, một con màu tím. Là cái con xanh đó là size. Con xanh khi nãy nó là size L em bán rồi. Chữ hai là con xanh này đi. Con xanh này đi chị. Con này cũng xinh này. Còn mồi lắm luôn chị nhá. Con này chị làm nhưng mà nó lại không. Chữ size L đúng không? E76-78 à. Nhưng mà E78 không vừa đâu, E76 thì vừa nhá. Con E76 thì vừa, chị ơi E78 không vừa. Này cũng lụa hai lớp form lỡ cho em. Cũng là lụa hai lớp form lỡ. Mời lắm luôn chị ơi. Mã 226. 226 cho em 100.000. 100k mã 226 nhá. 226 cho em 100.000 cho em. 100k mã 226. Con này chỉ là size L F76 thôi. Con này F76 thôi chị. Size L thôi nhá. Nhưng mà con này là nó chuẩn L của nó chứ không phải là size L lớn. F76 thôi chị ơi. Hôm nay con này E7678 này. Này con này đi chị, E7678. Mã 339, 339-80. 339 cho em 80.000. Đó chị lấy mã E78 thì chị lấy con này cho em. Con này nó chắc ăn hơn, còn con kia size nhỏ chị. Này, nếu mà chị mặc nó dạng xương xương nhẹ cho em một xíu này. Đó, xinh lắm luôn. Màu hơi bị cưng luôn chị ơi. Này không phải là hồng như hồng của trẻ con đâu. Không phải dạng như hồng của trẻ con nhé. Màu hồng này hơi bị xinh nhé chị ơi. Nên phải 6-7-8. Hồng này hồng họa tiết, xinh lắm. Họa tiết hình con chim. Họa tiết chim cho em. Nhưng em nói trước nhá, cái này bị bung chỉ, không phải bị rách đâu. Về mai lại giùm em với. Nó bị bung chỉ ra này. Không phải bị rách đâu, về mai lại giùm em. Nên 7-6-7-8 nhé. Nhưng 7678 chị lấy con này đi em. Cái con xanh rêu rất xinh vậy mà không lấy đấy chị. Xanh rêu mặc lên form hơi xinh.
thì em có mặc lên nữa. Khi này em có mặc con xanh rêu xinh vậy mà không chị nào lấy hết. Có 60.000. Nha 7678. Hồng họa tiết. Là 226 chị có vừa không á? 226 là con nào được? 226. 226 của nó là eo 70 á. Eo 76 chị. 226 là eo 76. Xanh 20. Xanh 20 của chị Phạm Hà. Chị Phạm Hải. À không không, em lộn. Xanh 20 là chị Phượng Hà chứ. Quên, em đang lẫn lộn hai chị. Em đang lẫn lộn hai chị kia. Là em đang nhìn chị này, em lại hỏi chị kia. Lộn 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 với chị ơi. Rồi lấy chị con lụa này. Lấy chị một mán lụa nhá. Lụa này chị em, lụa này em 70-72. Lấy lụa chất lụa, lụa này là SM này, lụa cho em 40.000. Lụa cho em 40 nhá, phong lỡ, dài qua đầu gối cho em chị ạ. Lấy lụa chất lụa, lụa 40 chị nào sẽ SM. SM quay đầu, lấy mã lụa. 226 là eo của nó là eo 76, chị Ngô Hài Hài ơi. Chị lấy không? Eo 76, CL. Hồng, hồng họa tiết. Hồng họa tiết là mã 339 này à chị Phượng Hà. Hồng họa tiết là con này à chị Phượng Hà không? Rồi lụa của chị con này, lụa là 40 này. Còn hồng họa tiết này là 80 này. Sao bên này nó đứng rồi. 62 kg. 62 kg em hết rồi chị ơi. Em giờ em còn toàn size nhỏ không à. Rồi con này nó là form ôm nhé chị nhá. SML mang buộc chị này. Hàng này hàng co giãn, nó là form ôm body. SML mang buộc xinh nhé chị này. Nó là hoa gì ta. Chứ không hiểu hoa này là hoa gì không. Mày mãi 319. 319 40 chị nhá. Mã 319 trên 40.000. Chị nào SML, SML mang vừa mã 319. 319 40 cho em chị ạ. Mã 319 trên 40.000 SML mang được nhá. SML quay đầu lên mã 319. 319 40. Rồi con áo này. Chị ơi mã áo đi. Áo trên 20.000 mã áo nhá. Áo 20. Chị nào 55 60 kg. Hoa là hoa nhí cho em cực kỳ xinh luôn chị này. Hoa là hoa nhí rất xinh cho. Chị nào 55-60kg cũng mang vừa cho em nhé. 55-60kg mang vừa mặc áo. Áo 20. Như các chị mà tầm 50kg này. Các chị từ 50 cho đến 60kg nhé. Từ 50 cho đến 60. Các chị 50kg thì các chị mặc thành cái phong rộng rộng xíu này. Còn mà chị nào mà tầm 60kg thì mặc gom hơn. Tầm 55-60kg với đầu cho em con này. Này mặc áo. Áo 20. Áo là hoa nhí cho em. Mã áo cho em 20.000. Rồi lấy chị một con lụa còn tem với chị này. Trời ơi con này size lớn. Size lớn một xíu đấy chị này. Chị nào lấy mã tem đi. Tem nhá, tem cho em 4.000 mã tem. Tem 40 chị nào XL. Eo 80 đến 82. Eo 82 quay đầu cho em lấy tem rất tem. Tem 40 nhá, hàng lụa cho em chị ơi. Lấy mạng tem cho em, tem 40.000. Chị nào eo 80, 82, xã XL mang vừa.
tên của chị Phạm Lan. Rồi lấy tiếp các chị con một trắng củi, con này size to lắm luôn chị ạ. Con này chắc phải eo 800 á. Chị ơi mà to, to cho em nhá, chị ơi eo của nó 104 lận. 104 mang vừa mà to, to cho em 40.000. To cho em 40 nhá, con này size to quá. Eo của nó tới trên 100 lận. Mà tem hết, chị chốt trước mà không phải. Em thấy chị kia chốt trước. Tem hết, hết tem nữa chị ơi, quá trời chị họ chốt tem. Chị Phạm Lan comment 2 lần cho em thấy chị á. Rồi đây mã to nhá. To 40 của chị có may. Này to lắm nhá chị. Eo của nó ở trên 100 á. Có chuyện nào lại áo không? Màu trắng. Ủa trắng rồi trời. Trắng rồi trời ơi, đây phải có con trắng rồi đâu trời. Rồi lấy chị một con áo cho em, áo này size to này. Áo này free size cho em chị ơi, to lắm. Mặc áo đi, áo 20 nhé. Nó là áo kiểu. Áo kiểu cho em chị ơi. Nó kiểu như là màu, nó dạng như màu rút lại cam cam cơ, hồng hồng rút cam cam gì đó. Rồi áo cho em 20.000 là áo nhá, áo 20 size to lắm, con này phi size nữa chị ơi. Nói chung là áo này hơi bị lớn luôn, thôi chị mặc khoác ra ngoài nắng. Rồi mà áo cho em 20.000, có loại nhỏ không á? Có chị ơi, chị năm bao nhiêu, 50 kg hả? 50 kg mà chị cao không? 50 kg mà cao không chị? Có size nhỏ nhưng mà quan trọng là chị cao lắm không? Nếu mà cao quá thì cái hàng ngắn ấy chị mặc hơi bị ngắn ấy. Rồi mà áo cho em áo 20. Không chị nào lại áo hả? Rồi lấy chị con kia size màu đen này. 50 kg chị mặc size màu. Mặc size màu nhá. 50 kg là size màu cho em. Rồi chị ơi, mặc đen. Đen cho em 40.000 mặc đen nhá. Một con đen kim sa chị này. Đen cho em 40. Chị nào eo 70 thôi, 70-72 sẽ SM mang được. SM mang được cho em. Con này lấy mặc đen. Đen cho em 40.000. Xanh không cao mấy hả? Không cao mấy. Con xanh, của xanh 20 nào rồi các chị? Hình như bây giờ em mới thấy à? Hay là từ nãy giờ chị mới thấy, chị comment ta. Tầm 1m55 quay đầu không? Đen của chị Phượng Hà. Cái này 40. Chị ơi nếu mà không cao mấy thì mấy con này chị mặc được này. 50 kg hả? 50 kg mà mặc size M cho em. Nếu mà cái phần bụng của chị mà nó hơi to thì lấy size L nhá. Bụng mà hơi bự thì lấy size L, còn không thì con thì lấy size màu cho em. 50 kg là thường là size màu. 50 kg là size màu chị nhá. Còn mà không thì còn không biết phần eo của mình thì lấy size L đi. Còn không thì lấy size L cho em. Rồi đấy chị, con lụa nữa này. Lụa này chị nào size nhỏ. Con này chị nào size S thôi các chị ơi. Con này chị nào size S nhá. Chị nào eo 68-70. Con lụa này xinh này, nhưng mà mỗi tội là size nhỏ. Rồi eo 68-70 mang lụa cho em về mã lụa. Lụa cho em lụa 40 nhá, mã lụa cho em 40.000. Chị nào sẽ ép eo 68-70 vào đầu, lấy mã lụa. Lụa 40 chị ơi.
Lấy chị một con đầm màu vàng này. Lấy chị một con đầm vàng nhá. Lấy mã đầm, đầm này size lớn 60kg với đầu chị em. 60kg mang vừa để mã đầm nhá. Đầm 40, nó có cái dây thắt này. Các chị size nhỏ cũng được mà size lớn cũng được. Có cái dây thắt đằng sau này rồi. Rồi 60kg lại mang vừa. Lấy mã đầm, lấy mã vàng chứ. Vàng chị em, vàng 40. Mã vàng cho em 40.000. Đằng sau hả? Chị thích đằng sau hả? Đằng sau là chị rồi ok, size màu. Chị thích con màu tím không? Cái có lỡ có tay lỡ. Tay lỡ màu tím, ML mặc được không á? ML được không? Đây nha chị này. Như em 42kg nhá. Em 42kg mặc con này cho các chị coi này. Như thường thường nhá, em 42kg là mặc con này đó. Em kéo khóa lên rồi đó. Là em mặc như thế này. Đó, tại vì nó có độ co giãn. Nếu như mà các chị mặc eo 76 á, nó giãn này. Là các chị mặc nó ôm như thế này cho em. Đó, là nó ôm sát này nhá. Còn các chị mà size S, M như em 42kg là mặc như thế này. Đó, còn tùy theo các chị thích mặc như nào thôi. Nếu mà các chị thích mặc ôm sát vào người ấy, thì các chị size L, còn không thì là size S, M mang được. Nói chung là S, M, L mang được. Đây xanh rêu nhá. Xanh rêu cho em, xanh rêu cho em 60.000. Xanh rêu 60 chị nào S, M, L mang được. Nói chung là mình thích mặc ôm hay là không ôm thôi. Nên là cái size nó các chị thích mặc S hay M hay L, cái gì? Thích mặc ôm thì mặc đúng size. Còn không thì các chị thích mặc rộng rộng một tí, mình lấy hơn 1-2 size gì đấy. Đó. Lấy xanh gel cho em 60.000. Xanh gel 60 chị nhá. Lấy cho con này cho em này. Con này cho em, con này size L E76. Con này E76, lấy mã 226 cho em. 226 cho em nhá, con này xinh này. Size L. Rồi em cũng kéo khóa lên này. Đó. Đó, như em SM em cũng mặc được thì em mặc cái nó như thế này. Còn các chị size L thì mặc như thế này cho em. Đó. Nói chung là tùy theo mình thôi. Mình thích thoải mái thì mình lấy. Vàng 40 chị mua hài hài. Màu vàng á, vàng là E74. Con đó là dáng dài. Vàng E74 dáng dài chị ơi. Nếu mặc chị mà không cao mấy thì con đó là mặc hơi dài. Nếu mà cái con vàng đó, nếu mà chị mà không được 1m6 thì mặc con đó hơi dài nhá. Rồi mà 226 cho em. Này lụa hai lớp form lỡ cho em. 226 cho em 100.000 mà 226. 226 100 nhá. Chị nào size L. Và nó hơi dài chứ. Nếu mà chưa tới 1m6 thì hơi dài. Còn nếu mà 1m6 thì là vừa. E72 74. E72 74 nhá. Hàng này hàng gấm cho em chứ. Con này 120.000. 120k nhá. Lấy gấm vàng cho em. Gấm vàng 120. Chị nào sẽ SM cho em, SM có đầu, lấy gấm vàng chất gấm vàng. Gấm vàng cho em 120.000 cho em nhé. To quá hả? Chị 50kg mà. 50kg thì size M. Eo nhỏ hả chị? Eo nhỏ hả? Thế sao? Phần eo hơi nhỏ hả? Rồi lên tiếp các chị một con màu nu size lớn đấy chị này. Trời ơi, con này cái vải đẹp lắm luôn đó các chị ơi. Mã nu cho em 40.000 mã nu nhá. Nu 40, E84. E84, 85 mang vừa, lấy mã nu cho em 40.000. Size to cho em chị nhá, này theo này. Màu này là màu cam cam, nu cam cam cho em này. Lấy mã nu đi, nu 40. Nu cho em 40.000 eo, chỉ còn được eo 80 nhá. 84, 86 đi này.
Nu nhé, nu 40. Chị nào lấy nu chất nu cho em. Nu nu nu. Rồi lên tiếp các chị con lụa. Con lụa này xinh với chị này. Chị này mã lụa cho em, lụa cho em 4.000. Lụa 40 nhá. Chị này em 74 mang vừa cho em, lấy lụa chất lụa, lụa cho em 4.000 mã lụa này. Lụa 40 em 74, chị nào size M. Size M lớn cho em này. 226. 226 chị mua hài hài lấy cái này là chị. Rồi chị nào lấy lụa cho em. Lụa này em 74 nhá. Mã lụa cho em 40.000 mã lụa này, lụa 40. Lụa cho chị Phượng Hà. Mà cái con nu nó đẹp phải không chị nào lấy hả? Lụa đẹp à, cái gì con nu chứ. Lụa. Cái con nu xinh vậy không chị nào lấy ấy. Rồi đây con này là hàng lụa tiếp theo các chị. Lấy cái tiếp các chị một con lụa phong lỡ cho em. Lụa dáng lỡ, chị nào tầm eo 70-72 thôi. Eo 70-72 cái đầu cho em con này nhá. Chị lấy mã 4, lấy mã 4 cho em, mã 4. Mã 4 cho em 40.000 nhá. Mã 4 40k, chị nào eo 72. Size SM hàng này hàng snack cho em chị này. Lấy mã 4 chốt mã 4, mã 4 40.000 cho em nhé. Mã 4 40k, chị nào size SM tầm eo 72 mang hộ cho em. Lấy mã 4 cho em. Mã 4 40.000. Một con kinsa màu xanh cho em chị ơi. Một con kinsa xanh, chị nào lấy màu xanh đi. Xanh cho em nhé, 4.000 mã xanh này. Rồi con này size to, chị nào eo trên 80 nhé. Eo 82, 84 của mang của hàng này hàng co giãn nhẹ cho em. Lấy mã xanh. Xanh cho em. Lấy con nu đỏ nhém. Ok chị, con này đẹp mà chị. Cái vải của nó xinh lắm chị ơi. Vải hơi bị xinh luôn. Rồi lấy chị con kinh xa này. Mạng 4 của chị là đâu rồi? Chị Phượng Hà. Mạng 4 40. Còn bán giá xả đâu các chị ạ. Chứ con này bán chị 50. Giờ bán có 40.000. Nhưng mà chào chị Lê Thị Hạ. Rồi em lấy chị một mã cô gái đi. Chị nào lấy cô gái cho em. Cô gái 40 nhá. Chị nào lấy cô gái chất cô gái cho em. Cô gái cho em 4.000 mã cô gái. Cô gái 40, chị nào size M. Size M mang vừa. À, size L chị ơi, con này size L em 76 nhá. Con này chị nào size L mang vừa, em 76 mang vừa. Lấy cô gái chứ cô gái. Cô gái cho em 40.000 mã cô gái này. Cô gái 40 em 76, chị nào size L mang vừa cho em. Lấy cô gái chứ cô gái. Rồi lấy chị con này form suôn nhá. Con này nằm form suôn chị nào 55-60kg này. Dáng dài 55-60kg mang vừa cho em. Lấy mã dài đi, dài 50 nhá. Mã dài cho em 50.000, 55-60kg với đầu cho em. Phải là hàng sắt nách nhẹ cho em chị ạ. Sắt nách không phải là sắt quà đâu. Rồi lấy mã dài, dài 50 nhá.
Chị nào là 60kg? 55 60kg mang vừa, lấy mã dài cho em. Xanh. Xanh. Xanh nào? Xanh. Nguyễn Thị Thanh Nga. Chị có phải xanh kim sa này không? Chị có xanh kim sa này không chị? Phải thì ok lại giùm em nhé. Nguyễn Thị Thanh Nga này. Mà tím. Đâu con nào tím ơi trời. Ủa sao chị ấy lại chị toàn comment cái gì không à? Mạng chị chậm à? Thế sao mà chị... Chị toàn comment cái gì mà em không em lên được cái thổ nào rồi, hay là sao mà? Cô gái của chị... Chị Nguyễn Phượng Hà. Con hoa vàng trên sào. Con vàng trên sào. Vàng trên sào là sai màu nhá chị ơi. Vàng trên sàn là size M, eo 72-74. Cái đó là hàng gấm cho em. 120.000 nha chị nhá. Con đó 120, hàng gấm. Size M, eo 74. Gấm đó là gấm ai gì cả. Size M lớn. Size M lớn cho em chị ơi. Eo 72-74 mang vừa. 72-74 nha chị nhá. Size S, size M được mang được cho em. Nó lấy chị con hồng này xinh này. Con hồng này là đơn giản nhất trơn nhưng mà nó lại có nút bên hông. Con này xinh, hàng này hàng co giãn cho em này. Rồi chị nó eo 70-72 đúng chưa? Đơn giản lại đẹp. Mà hồng, hồng 40 nhá. Hồng cho em 40.000, có hàng nút cho em chị ơi. Lấy hồng chốt hồng, hồng hồng 40 cho em. Mã hồng cho em 40.000 này. Lấy hồng chốt hồng nhá, hồng 40 chị nào sẽ SM thôi. SM quay đầu. Lấy hồng chốt hồng. Hồng hồng 40 chị nào sẽ SM thôi. Rồi lấy chị con trắng này. Trắng này chị nào size L nhá. M là mang được. Hàng này hàng co giãn. Này là theo. Lấy mã trắng đi. Trắng cho em 40.000 mã trắng nhá. Trắng 40 cực kỳ xinh luôn chị này. Rồi lấy mã trắng. Trắng cho em 40.000. Hàng này hàng co giãn cho em. Lấy trắng chốt trắng, trắng trắng 40. Chị nào size L. Con này size L mang vô cho em này. Lấy mã trắng nhá. Trắng cho em 40.000 mã trắng. Trắng 40 chị nào size L. Em có 2 chiếc nữa chị này. Có 2 chiếc chị y chang nhau. Chị nào lấy mã chim. Mã chim cho em nhá. Chim cho em 40 này. Size S, size M thôi, có độ co giãn. Rồi SM thôi các chị ơi. Mã chim cho em, chim 40 nhá. SM eo 72-74 mang hồ cho em. Chị ơi lấy mã chim, chim chim 40. Eo 7, áo eo 77 có vừa không? Mã trắng. Trắng cho chị Nguyễn Thị. Eo 77 hả? Eo 77. Eo 76, 78. Nếu mà em 77 chị lấy con này cho em chị ơi. Em 77 thì lấy con xanh gel này. Lấy xanh gel cho em nhé. Xanh gel cho em là 60.000. Xanh gel là 60 nhé chị ơi. Rồi chị nào lấy mã chim cho em một chiếc hoặc là hai chiếc cho em nhé. Lấy mã chim. Hai chiếc y chang nhau luôn chị. Không. Không, hai chiếc không giống nhau lắm đâu. Nó cũng tựa tựa thôi. Ý là nó cũng hình con chim nhưng mà cái hoa của nó là hơi khác một xíu. Nó gần như là giống nhau vậy đó. Chị nào là bạn chim. Chim. Chị Ly Hoàng. Á hoa.
Con đó size nhỏ chị. Con đó chị làm eo 70 em. 72 chị ơi, size M thôi nhá. Em không có chuyên size L chị ơi, chỉ có SM thôi. Không chị, hàng trên đó không có co giãn. À con này có độ co giãn. Con này là co giãn. Đây này chị này. Có co giãn cho em nhá. Size L mà lại là size L lớn. Đấy xanh rêu cho em, xanh rêu 60. Xanh rêu trên 60 thì chị là size L lớn cho em. Xanh rêu 60. Nếu mà chị eo 77 thì chị lấy con đó cho em. Eo 77 thì lấy con đó nhá. Áo bông tím tầm 50-52 kg chị ơi. Áo bông tím 50-52 kg nhá. Con đỏ eo của nó có eo 70-72 đây chị. Con đó là eo 72 mang vừa cho em. Size SM thôi nhá chị nhá. Size SM mang vừa 50-52 kg cái đầu. Rồi đây chị, con này có độ co giãn này. Con này có độ co giãn cho em size lớn. Này co giãn, các chị ơi con này co giãn được eo 90 nhá. Lấy mã 90 đi, mã 90 eo 90 cho em 40.000. Mã 90 eo 90 cho em 40.000 chị nhá. Mã 90 eo 90 cho em 40k. 40.000 mã 90 eo 90. Không có hai con y chang nhau luôn này các chị. Mỗi tội là khác bầu thôi. Hai con giống nhau nhá. Nhưng mà con này size nhỏ hơn con nào? Con có xanh rêu. Con xanh rêu các chị eo 78 có thể mặc đồn, nhưng con này tận eo 76 có đầu thôi. Con này eo 76 thôi nhá, hai con giống nhau đi mà. Nhưng thấy con kia có dáng nhiều hơn. Rồi con này mã 42. Mã 42 cho em nhá, lấy 42 chốc 42. Hai con y chang nhau luôn chị ạ. Một con size có dáng nhiều hơn, rồi con có dáng nhỏ hơn. Trời ơi. Màu hơi tối hả? Ừ, mã 90. Chị ơi lên số cho em nhé. Chị Hờ Mui Nay. Chị ơi lên số cho em. Chị Mui Nay ơi lên số cho em. Cái này 40.000, size lớn. Eo của nó 90 nhé chị ơi. Em lấy chị con kim sa này. Lấy chị con kim sa nhé. Lấy kim sa, chất kim sa. Kim sa cho em 40.000 là kim sa. Kim sa 40. Kim sa mà không ngứa chị. Nó có miếng lót bên trong này. Rồi chị nào lấy kim sa, chất kim sa này. Kim sa size nhỏ, chị nào eo size S thôi. Tầm eo 66-68 nhất. Con này là size XS chị ơi. Con này size XS nam vừa, nói chung là size hơi bị nhỏ. Lấy kim sa, chất kim sa cho em. Kim sa 40. Lấy kim sa, chất kim sa cho em. Kim sa cho em 4.000 là kim sa. Eo 90 đi hả? Em muốn lên size to lắm chứ, mà giờ em biết nó nằm đâu mà lên cho chị cơ. Rồi ok chị. Ok chị Ly Hoàng, em biết mà. Em biết size của chị mà em lấy cho. Chị yên tâm. Rồi con này của chị. Con chị Phượng Hà 40. Chị Phượng Hà, con này size nhỏ đấy nhá. Con này nó là XS lận á. Nên em thấy chị chốt cả size nhỏ. Mà lúc thế này em thấy chị hỏi em là eo 74 trở lên mà. Mà giờ em thấy chị XS thì size S, size M thì chị lấy hết rồi. Lấy hết rồi chị. Size S, XS, size S, size M. Em thấy chị lấy hết mà. Khi nãy chị hỏi em là có size eo 74 trở lên. Mà bây giờ em thấy chị size to, size nhỏ thì chị lấy hết trơn luôn.
hết mờ thì là lấy tuốt tuột tuột. Rồi con này còn tem chị này, nhưng mà nó rớt mất. Nó rớt mất cái ấy rồi. Còn tem mà bị rớt mất cái vải. Lấy chị một bà hoa nhá. Lấy hoa chất hoa này, hoa cho em 40.000. Hoa 40 chị ơi. Hoa 40 cho em eo 74. Con này eo 74 quay đầu cho em nhá. Lấy mã hoa, hoa cho em 40.000 mã hoa. Hoa 40 eo 74 mang vừa. Áo hoa sau lưng dài eo 76. Không vừa đâu chị ơi. Nếu mà con dài eo 76 là không vừa. Mấy con đó size nhỏ cho em á. Nó chỉ là size M thôi chị ơi, size M thôi nhá. Rồi cái con hoa này cho em. Nhưng cái chị Phượng còn đó không? Em thấy chị chốt size nhỏ chị cũng chốt hết chị ơi. Rồi lấy mã hoa, hoa cho em 40.000. Chị nào mà size M em 74. Mấy con này toàn size nhỏ đó chị. Phần đa trên sò này bây giờ là sẽ SM thôi. SM thôi nhé chị ạ. SM thôi, size nhỏ nhỏ. Em có con đầm này. Con đầm này chị nào size nhỏ chị nào thích mã đầm không? Đầm này chị nào eo 68-70 thôi. Lấy mã đầm nhá, đầm cho em 40.000. 40k mã đầm cho em, đầm 40 chị nào eo 68-70 size S thôi. Size S mang vừa lấy mã đầm. Lấy đầm chốt đầm cho em, đầm cho em 40.000. Chết rồi. Tự dưng có điện thoại còn pin hết. Lấy đầm chốt đầm cho em, đầm 40 chị ơi. Đầm cho em 40.000 nhá, chị nào size S thôi. Size S mang vừa chị Phượng Hà ơi, còn ở đó không? Em không biết là chị nghe nhầm sai hay là chị lấy luôn cả sai nhỏ đây. Rồi lấy mã đầm cho em, đầm này là sai nhỏ, chị nào sẽ S thôi, eo 68-70 nhá. Mã đầm cho em 40.000 mã đầm này. Đầm 40, chị nào eo 68-70, chị nào sẽ S. Sẽ S. Rồi lấy chị con đen này. Con đen này có độ co giãn cho em nhé chị nhá. Đen này hàng co giãn, các chị eo 80 cũng mang vừa. Eo 80 cũng mang vừa cho em về mặt đen. Trời ơi, xinh chưa? Đen cho em 40.000 mặt đen nhá. Đen 40, các chị eo 80 cũng mang vừa cho em mặt đen cho em 40.000. Đen 40. Cái này các chị không thích, các chị tháo ra được này. Cái này tháo được nhá chị ơi, cái này nó may. Là kiểu như là nó có kích hình con này, nó may ở bên. Nói chung là con này may các chị tháo ra được, không thích thì tháo ra cho em. Mã đen cho em, đen 40, các chị mà size L, LXL để mang được. Mã đen. Đen 40 chị ơi. Rồi em lấy chị con đỏ này xinh này. Đỏ này eo 76 size L, lấy mã đỏ. Đỏ cho em 40 nhá. Mã đỏ cho em 40.000 chị nào size L mang vừa cho em. Không biết là chị còn đó không. Chị cỏ may đỏ size L. Rồi một con lụa này phong xôi cho em nhé chị bạn. Lụa này phong xôi nhá. Chị nào này mã lụa đi. Trời ơi là trời. Con này đẹp quá mà nó bị rách mất tiêu rồi các chị ơi. Lấy chị một con phong xôi chị bạn.
Một con form xuông nhá, form cái xuông này các chị MLXL được vừa cho em. MLXL mang vừa lấy mã mèo, mèo cho em 4.000 mã mèo nhá. Mèo 40, chị nào size M, size L và XL cũng mang đủ. MLXL mang vừa cho em lấy mã mèo. Mèo cho em 40.000 mã mèo này. Mèo mèo 40 nhá chị ơi. Đỏ, đỏ hết, hết đỏ chị ơi. Vừa lấy mã mèo cho em. Mèo cho em 40.000 mã mèo. Các chị mà size M, size L và XL đều mang đủ. ML, XL đều mang hộ cho em. Nếu chị con đen này xinh này. Cái con đen này cái phần tay nó là tay ra tay tay nhá. Tay cành tiên. Chị nào lấy mã đen cho em đi. Đen 40.000 mã đen nhá. Đen cho em 40. Chị nào em 72, 74. Sẽ SM mang đủ. SM quay đầu. Lấy mã đen cho em. Đen cho em 40.000 mã đen nhá. Mã đen cho em, đen đen 40, chị nào mà sẽ SM thôi. Trời, nó không lên bình luận luôn đấy trời. Mã đen cho em, đen cho em 40.000. Chị nào size M cho em nhá. Size M mang vừa, lên chị bón lụa. Lên chị một mã lụa. Chị nào lấy lụa chất lụa cho em. Lụa này size lớn thôi. Lụa cho em 40.000 mã lụa này. Lụa 40. Chị là eo 84 đến 85 nhá. Eo 85 quay đầu lên bán lụa. Lụa cho em 40.000 bán lụa này. Lụa 40 eo 85 mang vừa. Size hơi lớn. Lấy lụa chất lụa cho em. Ủa, em không biết là các chị có bình luận hay không hay là không nhìn thấy đấy. Mã lụa cho em, lụa 40. Người em lấy chị con xanh này. Xanh này form xuông nhá. Xanh này các chị sẽ SM thôi. Nó hàng xuông xuông nhẹ cho em. SM mang vừa cho em. Lấy mã xuông đi. Xuông cho em 40.000 mã xuông nhá. Xuông 40 sẽ SM mang vừa. Nó xinh lắm đấy chị ơi. Em thấy cái màu ở ngoài nó đẹp hơn trên line luôn. Màu ngoài xinh hơn trên line nhá. Chị nào mà sẽ SM hàng này hàng xuông. Lấy mã xuông, xuông cho em 40. Xuông cho em 40.000 mã xuông này. Xuông xuông 40, chị nào lấy xuông chút xuông cho em. Lấy chị có con hồng săn nách. Hồng săn nách này chị nào size nhỏ. Lấy 68-70 chị nào sẽ thôi. Lấy mã cong đi, lấy cong chút cong cho em. Cong cho em 40.000 mã cong nhé. Cong 40 chị nào sẽ ép 68-70 mang vừa. Lấy cong chút cong. Cong cho em 40, lấy chị con ôm này. Lấy chị một con form ôm nhá. Con này chị nào sẽ SM, hàng này hàng co giãn, nó là ôm body cho em chị này. Lấy mã mèo đi, mèo 40. Đó, tự nhiên mắt nó nhắm vào luôn đó trời. Bảo không nổi luôn. Nó không lên luôn á trời ạ. À, chị Thảo đỗ lụa. Chị nào lấy mã mèo đi, mèo 40 nhá. Mèo cho em 40.000, chị nào sẽ SM thôi. Lấy mèo chấp mèo, mèo mèo 40, chị nào size nhỏ nhỏ. Chị nào thích form ôm thì lấy con đó cho em nhá. Thích hàng ôm thì lấy con đó. Rồi con này chị nào size nhỏ này, size XS nhá, chị nào E68-70. E68-70 quay đầu cho con này, lấy mã lụa đi. Ai lấy mã nhỏ. Nhỏ cho em nhỏ 40 nhá.
Mã nhỏ cho em 40.000, chị nào mà size nhỏ thôi, eo có chị từ eo có 68-70 thôi. Lê chị con trắng này. Trắng này trắng thêu nhá. Này nó thêu trực tiếp lên vải cho em nhé các chị này. Đây mã trắng, trắng 20. Sẽ SM thôi các chị. SM mang vừa, có độ co giãn. Eo 72-74 cho em. Eo 72-74 quay đầu là mã trắng, trắng 20 chị ơi. Mã trắng cho em 20.000 mã trắng nhá. Trắng 20, eo 72-74. Lên khách hàng 20.000 nhá các chị nhá. Lên hàng 20k ấy chị ơi. Lấy mã trắng. Trắng trắng 20. Đây không có chị nào size nhỏ thì phải. Không có chị nào size nhỏ hết vậy. Lấy chị một con hoa tím này. Lấy chị một mã tím đi. Tím cho em 20.000. Mã tím 20 nhá. Tím cho em 20k. Cho các chị đủ đơn thì em đi đơn. Rồi eo 72-74. Eo 74 mang vừa cho em lên mã tím. Tím cho em 20.000. Trắng 20. Trắng 20. Ủa chị lấy cả size nhỏ à? Chị Thảo đồ ơi, chị lấy cả size nhỏ à chị? Một size lớn và một size nhỏ đấy nhá chị Thảo đồ ơi. Chị lấy hai size á. Rồi lên mã tím cho em, tím 20 nhá. Chị ơi có nghe nhầm size không đấy hay là lấy cả hai size đấy? À rồi ok chị, em sợ chị nghe nhầm size thôi. Rồi lên mã tím, tím cho em 20.000 mã tím nhá, tím 20 chị nào mà size á. Size màu. Size M, lấy mã tím. Tím 20, mã tím cho em 20.000. Lấy chị con công này. Công này bị dính dơ một xíu nhá. Mã công cho em 20.000 đi. Công 20, hàng co giãn. Các chị sẽ SM để mang được. Mã công cho em 20.000 mã công nhá. Công 20, sẽ SM để mang được cho em. Em 70. 70-72 với đầu. Lấy mã công, công 20. Mã công, công. Công cho em 20.000 mã công nhá. Công 20, eo 72. Chị đang SM mang vừa, eo 70-72 với đầu. Có độ co giãn nhẹ. Lấy chị một mã hoa này. Lấy hoa chất hoa. Hoa 20, hoa eo 74-75. Hoa này eo 74-75 quay đầu cho em. Mã tím. Mã tím 20. Của chị... chị... 22. Công. Công của chị Phạm Lan. Rồi con này chị nào lấy mã hoa. Hoa chị em eo 74-75. Hoa chị Phạm Lan 20. Con này xinh chị này, hoa 3D. Cái hoa này là cái hoa gì nó không nhớ nổi luôn rồi. Nó tên là cái hoa gì luôn các chị. Rồi eo 76 chị nào size L. Con này size L mang với eo 76 chị lên mã 17. Mã 17 cho em 20.000 nhá. Mã 17 cho em 20k chị là eo 76-78. Con này chị là size L lớn này. Eo 76 lên 78 mang vừa. Lên mã 17. 17 cho em 20.000 mã 17, 17-20 nhá. Lấy 17 chất 17 cho em, 17 cho em 20.000. Nghe 76-78 chị nào size L lớn. Nghe 76-78 mang vừa. Mã 17. Này. Của chị Thảo Đỗ này. Em hết
17 rồi. Rồi lấy chị một con đuôi cá. Lấy chị một mã cá nhá. Lấy cá, chất cá cho em. Cá này mà hoa màu tím này. Mã cá, cá 20 chị ơi. Mã cá cho em 20.000, chị nói em 70-72 nhá. Sao SM nó bị dơ một xíu này. Về dặn cho em với. Chị nói em 72 cái đầu về mã cá. Cá cho em 20.000. Mã cá 20 chị nào sẽ SM thôi. SM mang vừa cho em nhé, lấy mã cá. Cá 20. Rồi lấy chị con trắng này nó theo này chị này. Theo hoa màu tím nhé, viền tím cho em. Hoa tím vườn tím. Hoa tím viền tím chị nào mặc eo 70 thôi. Sẽ S68-70 đi chị này. S68-70 quay đầu cho em lấy mã tím. Mã trắng chứ, trắng. Trắng cho em 20.000 nhé, trắng này trắng theo hoa. Trời ơi, bên này comment quá trời. Hoa công tím, trời ơi. Giờ em mới thấy chị. Chị kiêm lành cho chị xem cái kẻ. Cho em xem cái kẻ. Cái kẻ á chị, đâu có kẻ. Cái này á chị. Này size lợi em 76 chị. Đây mạng 42 nhá, mạng 42 cho em 60.000. Nó có hai chiếc y chang nha, con kia là màu xanh rêu, còn con này màu xanh nha. Xanh rêu, xanh dương này. Con kia eo 78 mang vừa, còn con này eo tầm 76 thôi. SML mang được chưa? Lấy xanh rêu cho em nhá. Xanh rêu 60.000 một chiếc. Hai con đều là size L, nhưng mà một con L lớn, một con là size L. Một con size L, một con L lớn. Rồi lấy mã trắng, trắng cho em 20.000. Trắng 20. Chị nào mà size em sẽ S em 68-70. Rồi con này size nhỏ chị. Toàn size nhỏ không được trời. Size nhỏ lắm luôn á. Size nhỏ lắm luôn chị ạ. Chị học em size to không mà em ở đây toàn là size nhỏ không ha. Rồi con này có độ co giãn cho em. Hàng này hàng co giãn nhá. Lên mã đỏ đi, đỏ cho em 4.000 mã đỏ. Lấy đỏ cho em đỏ, đỏ đỏ 4 luôn. Chị nào size L nhá, SML mang vừa. Con này con có độ co giãn cho em. SML mang vừa, lấy mã đỏ. Đỏ cho em 40.000 mã đỏ này. Đỏ 40. Đỏ có chịu cỏ may này. Chị mặc size gì chị Kim Lành ơi? Mấy con trên đó size nhỏ lắm chị. Mấy con trên nó toàn bây giờ nó toàn là SM thôi chị ạ. Còn là size SM đó chị ơi. Chị mặc size gì á? Rồi size lớn này. Chị nào thích size to thì đây, con này nó là phong đầm cho em. Con này nó là dáng đầm nhá, chị nào 65-70kg luôn này. Size to lắm luôn chị ơi. 60-65kg đi. 65kg mang vừa, nó là phong đầm, hàng là hàng lụa cho em nhá. Lấy mã đầm cho em 60.000. Đầm 60, nó là phong đầm cho em nhưng mà xinh, hàng là hàng lụa cho em cực kỳ xinh chị ơi. Lấy đầm cho đầm nhá. Mã đầm cho em chị nào 65kg cơ đầu cho em. Mã đầm cho em 60.000. Mã đầm 60 chị nào 65kg cho em nhé, size to. Đỏ hết, hết đỏ rồi các chị ơi. 55kg size mấy, 55kg chị mặc size L. Có L dài không, L dài em hết. Có phải đón con không? Đón con hả, mấy giờ rồi? Ủa cái con Ngân. Con Ngân nó đón mà. Ngân nó đón. Đang đâu á?
Con thì ra đón em khỏi đón nữa. Ra đón em. Anh ra anh đón đi. À, con caro trắng đen á, không. Size nhỏ á chị. Caro trắng đen thì chị làm size nhỏ. Rồi chị nào lấy caro cho em, caro 40 chị ạ. Caro cho em 40.000 nhá. Con này à, size L. Con này size L. 576 con nút này chị này. Nhưng mà cái cây caro này kiểu như là vải thô á. Nó hơi xù xù một tí nhá. Kiểu như là caro này nó kiểu dạng như là vải thô chứ nó không phải giống như mấy con caro kia. Đầm. Đầm. Đầm chị Thảo đổ. Ok ok. Đầm 60 chị ơi, xinh lắm. Hàng lụa chị. Cái này là hàng lụa cho em. Rồi chị nào lấy caro cho em. Caro size L nhá. Caro. Chị cắt tường em ơi. Sao lâu quá không có áo vậy. Ủa em giao cho chị rồi á. Chưa thấy nó gọi cho chị luôn hả. Chị còn nhà không hay là đi rồi. Cái này caro này cho chị Phạm Lan. Cái này nó kiểu như là vải thô cho em ý chị ơi. Không phải là nên là chất vải của nó là như vậy á, chứ không phải là nó bị như vậy đâu. Con này 40. Nếu mà ngày nay em gửi chị mấy ngày rồi nhỉ? Chắc 4 ngày chưa chị? 4 ngày chưa? Cùng lắm chắc ngày nay không? Trong ngày này học ngày mai chị ơi. Ngày này học ngày mai nhé. Rồi caro màu đỏ. Lấy caro đỏ cho em. Đỏ này size to. Con này chị nào size XL. Con này XL cho em nhé. Size XL mang của. Cái này nó cũng kiểu như là. Thôi quá chị Thanh ơi. Thôi quá. Qua đi. Chết ạ. Rồi caro đỏ 40. Nó cái hai cái vải nó giống nhau chị này. Con này size lớn nhá, con này eo 80. 4 ngày rồi hả? Sao của chị nó lâu vậy không biết. Để em kiểm tra lại đơn xem. Đấy chị Kim Lành lấy con này không? Con này size lớn này. Con này eo 80. Thôi bắt. Các eo 80 mang vừa size to, phân lỡ. Caro đỏ cho em 40.000. Caro đỏ 40 nhá. 4 ngày à? Khi nào chị đi? Chắc ngày mai là có chị. Nó cũng hay giao buổi tối đấy chị ơi. Buổi tối nó vẫn còn giao nhá. Buổi tối nó vẫn còn giao cho mình nhá. Rồi con này chị nào mà size L lớn, eo 76-78, con này có độ co giãn trên này. Lấy mã vàng đi, vàng 20. Vàng cho 20.000, eo 76-78, con này chị nào size L lớn nhá. Lấy vàng cho vàng, vàng cho 20.000. Size L lớn, eo 76-78, trời ơi. Cái ông xịt thuốc ghê quá. Vàng của chị Phượng Hà này. Rồi con trắng hay xinh quá đi mà size nhỏ chị này. Chị nào lấy cho bé đi. Lấy cho bé nhá, này nó theo như là theo hoa hồng chị ạ. Lấy mã nhỏ, nhỏ trên 20 nhá.
Mã nhỏ 20, cái này có chị lấy cho bé thôi. Lấy cho bé thôi chị nhá, lấy mã nhỏ, nhỏ nhỏ 20 chị. Lấy nhỏ chấp nhỏ cho em. Nhỏ nhỏ 20.000. Rồi lấy mã xanh. Xanh này chị là eo 72 nhá. Eo 72 bắt đầu cho em con này lấy mã xanh, xanh 20. Mã xanh cho em 20.000, chị nào eo 72 quay đầu. Eo 72 ở mang vừa cho em lấy xanh chất xanh nhá. Xanh 20.000 mã xanh. Xanh 20 eo 72. Xanh 20 eo 72 S1 thôi các chị ơi. Rồi con này có độ co giãn lên các chị này. Hai hàng co giãn nhá. Co giãn lên eo 74. Con này co giãn lên eo 74 mang vừa lên mã tím đi. Mã tím cho em tím 20. Mã tím cho em 20.000 nhá. Chị này eo 74 rồi mang vừa cho em. Có độ co giãn cho em này. Lấy mã tím. Tím tím 20 eo 74. Còn một con caro đen. Xanh 20. Xanh 20, tím 20. Xanh. Con đó cũng nhỏ chị ơi. Size SM thôi. SM thôi chị. Tím này quên, tím rồi chị. Còn toàn size nhỏ thôi chị ơi. Rồi con này eo 72-74 này. Lấy mã vàng đi. Vàng cho em 20.000 mã vàng nhé. Vàng 20 eo 72-74 mang vừa. Lấy vàng chốt vàng cho em. Vàng vàng 20 eo 72-74 mang vừa cho em con này. Vàng 20 cho chị Phượng Hà. Rồi lấy mã hồng. Hồng 20.000 này theo bên hồng nhé. Nhưng mà con này chị nào size nhỏ tầm eo 68 quay đầu thôi. Size nhỏ như eo 68. Lấy mã hồng, hồng 20. Này là theo chị này. Nói chung này là theo hết nhá. Lấy mã hồng cho em. Hồng cho em 20.000 mã hồng. Hồng 20, chị nào mã eo 7, eo 68. Eo 66 đến 68 thôi, size nhỏ. Rồi con này nó là đầm này. Trời ơi. Con này hư khóa mất tiêu rồi, chị nào lấy em tặng. Con này xinh quá đi mà nó bị hư khóa. Chị nào lấy em tặng nhá, để các chị thay cái khóa đó. Thay cái khóa là bán thôi. Mà tặng cho em. Tặng cho chị Thảo Đỗ này. Rồi, trời ơi, con hồng này size to, mà xinh đấy chị. Con này size lớn nhá, con này có độ co giãn chưa? Eo 84 nhá, eo 84 mạng 84 cho em. Eo 84 mạng 84 cho em 20.000. 20k mạng 84, eo 84 cho em xinh chị ơi. Mạng 84, eo 84 cho em 20.000 nhá. 20k mạng 84, eo hận. Và em chốt cho chị rồi mà. Mã 84 eo 84 cho em 20.000 con này. Mã 84 eo 84 cho em 20k. Chị là eo 84 mang buộc. Size to các chị ơi. Rồi con này cổ 3 giọt nước này. Con này cổ 3 giọt nước mà lại nhỏ mất rồi chị ơi. Con này chị nào size nhỏ size S thôi. Size S mang buộc cho em. Ui nhỏ lắm, chị nào phải XS tầm eo 66 quay đầu. Eo 66 thì chị ơi, nè theo nhá. Lên mã nhỏ, nhỏ 20. Nhỏ trên 20.000. Chị nào lấy nhỏ chất nhỏ nhá, nhỏ nhỏ 20. Chị nào size nhỏ XS. Bé xíu xíu xíu. Và size nhỏ nó các chị. Đây nhưng có chị nào size nhỏ thì phải. Rồi con này eo 74 này, về mã tím nhá. Mã tím trên 20.000 mã tím. Tím 20 eo 74 mang vừa. Chị nào lấy tím chốt tím. Chị Ngọc Trinh 84.
nào 84 ta? Rồi lên mã, con này lên mã tím, tím 20, eo 74. Phòng 84. Cho chị nào cho đủ đơn. Chị Ngọc Trinh chưa có đơn à? Này để cho chị Thảo Đố, chị chưa có đủ đơn chị ơi. Em sắp xuống ngay rồi. Thôi chị nào đủ đơn nhá. Rồi eo 74 tiếp rồi các chị này. Rồi eo 74 chị em. Eo 74 nhá, lên mã 235. 235 cho em 20.000. 235 20k chị này. Chị nào eo 74 mang hộ cho em 235 chốt 235 cho em. 235 cho em 20.000. Dạ? Không, tôi đi học hết mà. Dạ. Làm gì vậy? Chị Nguyễn Thị Thủy lấy cái gì mà lên số á? Ủa chị Ngọc Trinh. Cái gì nhỉ? Sao chị em thấy chị chốt hai sai luôn vậy? Hai sai à chị ơi, một sai lớn một sai nhỏ à chị? Con này sai nhỏ chị ơi, em thấy chị chốt hai sai nhá. Phải không chị, hay là nghe lộn á? Dự bị cho chị Phượng Hà. Không đủ đơn chốt cho chị Phượng Hà nhé. Lấy chị con gấm đấy chị em. Gấm này size nhỏ nhá. Nhưng mà xinh chị ơi, chị nào sẽ ép thôi. Lên mạng gấm đi, gấm 20. Mạng gấm cho em 20.000 xinh quá đi nhưng mà lại size nhỏ. Chị nào size nhỏ cho em, lên mạng gấm, gấm cho em 20.000. Mạng gấm 20. Lấy gấm chất gấm cho em 20.000 mạng gấm này. Rồi con này eo 767. 7678 nhá. Lên mạng trắng. Trắng cho em 20.000 mã trắng này, trắng 20. Nghe 7678 mang vừa. Chị lấy size L hả? Chị lấy eo 74 á. Nên chị nào quên rồi. Chị Phạm Lan. Trắng cho chị Phượng Hà. Vậy mà nãy chị chốt con kia eo tới 84 lận. Em để chị kia rồi. Rồi con này chị eo 80, 82 này. Mã 82 đi. Mã 82 eo 82 cho em 20.000 nhé. Mã 82 eo 82 cho em 20k. Mã 82 eo 82 cho em 20.000 này. 82 chị Phượng Hà này. Rồi con Hồng này eo 72 nhá. Con này eo 72 quay đầu lên mã Hồng, Hồng 20. Hồng 20.000 cho em. Hồng 20 chị nào eo 72. Lấy Hồng chất Hồng, Hồng 20.000. Eo 72 quay đầu cho em. Ủa chị lấy gì em không ạ? Lấy Hồng chất Hồng. Rồi con này màu vàng nhẹ cho em chị này. Chị này eo 74 nhá. Con này sắc nách. Eo 74 mang vừa. Để các chị ủi lại này đi cho nó khỏi lòi. Nó khỏi lòi ra. Eo 74 mang vừa cho em lại mã vàng. Vàng 20 nhá. Mã vàng cho em 20.000 mã vàng. Vàng 20 eo 74. Con này đơn giản mà lại xinh chị này. Lấy vàng chốt vàng.
Vàng 20, eo 74 mang được. Rồi con ơi chị nói eo 80, mã 80 eo 80 đi. Mã 80 eo 80 cho em 20.000 nhá. Mã 80 eo 80 cho em 20k. Rồi lấy chị con này họa tiết là nhung này. Cái họa tiết của nó là nhung thôi nhá, chứ nó không phải là nhung đâu chị ơi. Một con họa tiết nhung. Chị nào size M thôi, eo 72 thôi. Con này eo 72 với đầu, lấy mạng nhung cho em đi. Lấy nhung chất nhung, nhung 20 luôn chị ơi. Mạng nhung cho em 20.000, chị nào eo 72 thôi nhá. Eo 72 với đầu cho em lấy mạng nhung, nhung nhung 20. Nhung cho em 20.000, eo 72 mang vừa. Chị nào size M. Size M chị ơi, lấy mạng nhung. Rồi con lụa chị nào size nhỏ, chị nào size S, eo 68-70. Eo 68-70 mang vừa cho em lấy mã lụa, lụa cho em 40.000. Lụa 40 nhá. Hồng. Hồng 20. 80 hết. Nhung và hồng. Lụa. Mã lụa cho em. Lụa cho em, lụa lụa lụa. Rồi lấy chị một con màu xanh này. Lấy xanh chất xanh, xanh 20 nhá. Mã xanh cho em eo 70-72. Eo 70-72 mang vừa lấy mã xanh, xanh 20.000. Mã xanh 20 chị nào eo 72 với đầu cho em. Eo 72 đầu lại mang vừa. Lấy xanh chất xanh, xanh xanh 20. Rồi cái này của bé đấy chị này. Bé là 25 kg nhá, lấy mã bé. Bé cho em 20.000 mã bé này. Bé 20, bé nào mà 25kg thôi. Bé nào 25kg mang vừa lên mạng bé cho em. Bé 20.000. Mạng bé 20. Lấy chị con áo này. Áo đấy chị nó 55-57kg nhá. Áo 55-57kg mang vừa, màu trắng sữa. 55-57kg mang vừa lên mạng áo đi. Áo 20. Mạng áo cho em 20.000 mạng áo nhá. Lấy chị con đuôi cá này. Chị nào lấy mã cá. Cá cho em 20.000 mã cá này. Cá 20 eo 76 size L. Con này chị nào size L mang vừa cho em lấy mã cá. Cá 20 nhá. Mã cá cho em 20.000, chị nào size L mang vừa eo 76 cho em. Cá cho chị Phụ Hà. Rồi con này form đầm chị này. Con này form đầm nhưng mà size nhỏ nhá. Chị lấy mã đầm. Đầm cho em 20.000 mã đầm này. Đầm 20 cho em. Chị nào size eo 68. Eo 68 bắt đầu cho con này. Lấy mã đầm nhá. Đầm cho em 20.000 mã đầm. Đầm 20 eo 68 bắt đầu. Rồi con gấm là cái phần cổ bị dơ. Phần cổ bị dơ nhá. Để các chị giặt cho em rồi. Lên mã gấm đi, gấm 20. Gấm cho em 20.000 cho em nhá. Nó bị dơ, mà size nhỏ mà các chị ơi. Con này mặc lên form xinh này. Mỗi tội là size nhỏ. Chị là eo 70. Size S nhá. Con này chị là eo 70 bên đầu cho em con này. Lên mã gấm, gấm 20. Gấm chị Phượng Hà này. Cái gì vậy trời? Rồi lấy chị con trắng này xinh này. Một con màu trắng nhá, mà viền là viền tím.
Viền là viền tím, vải màu trắng, viền là tím cho em. Và con này xinh lắm luôn chị ơi. Mã trắng cho em, trắng 40 chị nhá. Trắng cho em 40.000, con này cực kỳ xinh. Chị đang em 70-72, sẽ SM mang vừa, con này cũng độ co giãn cho em. SM mang vừa cho em nhé, lên mã trắng. Trắng cho em 40.000 mã trắng. Đơn giản như mẹ xinh, viền là viền tím. Chất vải cực kỳ xinh luôn. Lên mã trắng cho em trắng 20. Trắng cho em 20.000 mã trắng này. Lê chỉ một con nu nhá. Lê chỉ một mã nu. Nu là eo 74-75. Nu là eo 74-75 mang vừa lại mã nu. Nu cho em 20.000 mã nu nhá. Nu 20 eo 74-75 quay đầu. Lê mã nu, nu 20. Chỗ bên này quá chị người cầm cá này. Cá hết rồi các chị ơi. Đầm chị Ngô Hạnh Mến, chị ơi con đó size nhỏ lắm đấy nhé chị nhá. Chị Bích Thủy, lên size L đi hả? Đây chị nó nằm giữa M và L này. Nằm giữa M và L cho em, con này em 74-75 mang vừa, lên mã nu. Nu 20 này chị này. Chị ơi chị Ngô Hạnh Mến ơi, size nhỏ nhé chị ơi. Phải chị lấy size nhỏ không chị? Lúc bạn nghe nhầm thì chết em. Ngô Hạnh Mến. Chị thích con đầm hả? Em có con đầm này này, cũng size nhỏ này chị này. Em có con đầm size nhỏ này chị ơi. Đầm nhá. Đầm này chị em, đầm này là 40 chị ơi. Con đầm này 40, con đầm này xinh chị này. Lấy đầm chất đầm chị em. Nu 20, chị Bích Thủy. Đâu ta? Xem lại con nào chị, xem lại con đầm này á. Con đầm này hay là con chị đầm chị chốt? Con đầm này là 40 chị này. Còn cái con này của chị là size nhỏ đấy nhá. Đầm này chị chốt là size nhỏ này. Size nhỏ hơn con em cầm. Con xanh này size nhỏ hơn nhá. Size nhỏ lắm chị ơi, tầm eo 66 thôi. Eo 66 nhá. Còn cái con này thì eo 70 này. À quên lại bỏ vào đây. Chị có lấy không chị? Đầm là size nhỏ, đầm con đầm. Cái con đầm là eo 70, còn cái con xanh mà khi nãy chị lấy đầu tiên á là eo tầm 66. Eo 66 thôi, size nhỏ. Còn con kia eo của nó là eo 70 á. Một con size lớn và một con size nhỏ. Một con eo to hơn xíu. Một con eo to hơn xíu. Oh,
Rồi lấy chị con vàng này. Con vàng này L6870. Lấy mã vàng đi. Vàng cho em 20.000 mã vàng nhé. Vàng 20 chị nó sẽ ép L6870 non mùa. Lấy mã vàng cho em. Vàng vàng. Mã vàng cho em 20.000 mã vàng. Em có con đen này xinh này, mà size nhỏ này, chị ôm con này không? Size nhỏ thì lấy con này xinh này. Con đen này giảm cổ yếu nhá. Mã đen, đen cho em 4.000 mã đen. Đen 40. Nhá 66 đến 68. Nhá 66, 68 thôi, để mã đen đi. Đen cho em 4.000 mã đen nhá. Mệt quá, chắc em xuống mai. Chị có mai. Rồi ok chị. Thế chị size L hả? Rồi con này chị nó lấy mã đen. Ok chị có may. Mã đen cho em, đen cho em là cái gì? Đen 40. Chị là S6668 thôi, size nhỏ. Lấy đen chất đen nhá. Rồi con này nó hàng xuông chị này. Size M nhá, eo 72-74. Eo 72-74 mang vừa nó hàng xuông cho em cái mã đỏ, đỏ cho em 20.000. Mã đỏ 20 nhá, lấy đỏ giúp đỏ cho em, đỏ cho em 20.000. Chị là eo 74 mang vừa, không xuông. Lấy đỏ giúp đỏ cho em. Đỏ 20 eo 74. Chị là size M mang vừa. Lấy chị con xanh này. Lấy xanh cho em. Xanh này là CSM nó bị dơ luôn này. Con bị dính dơ một xíu thôi chị ơi. Lấy mã xanh, xanh 20. Cổ 3 giọt nước chị này. Cổ trên 3 giọt nước chị nào CSM L72 nhá. Lấy xanh rất xanh, xanh 20. Mã xanh trên 20.000 chị nào L72. CSM mang vừa cổ 3 giọt nước trên. Lấy mã xanh. Xanh 20. Lên cho chị một con màu vàng. Con vàng L6870 này, lấy mã vàng nhé. Vàng cho em 20.000 mã vàng, vàng 20. Nên vài con em xuống lại chị ơi, mệt quá. Lấy vàng, chốt vàng cho em, vàng 20. Chị nào size nhỏ nhỏ. Mu này. Mu ẩn chị ơi, không thấy. Chào các chị nhé. Đúng rồi.